Trần Huy, Trần Trần Huy Cảnh nhà chồng con Vân đi bán quần áo rồi đi mẹ lại có chuyện để nói đi hát cùng F0 bây giờ lòi mặt đây. Thì con đi bán quần áo cùng chị thằng chồng nó là Trần Huy Cảnh. Thôi cắm cái sạc iPhone, cắm cái iPhone của chị Loan vào. À, Trần Huy, Trần Huy Cảnh này là Cảnh. Cảnh đấy là Cảnh. Đưa lên xem nào. Ở trên nhóm à? Ừ. Bắt kể cả là té xong toàn đọc cái ngớ đọc vậy. Vụ để cho hóng những anh làm. Không, mềm cân khoảng 51 cân này chị. Tí để em ăn cơm. Khiếp, xanh sách tí một xoay lên một cái này. Xem coi là anh em ở nhà không? La Tùng Lâm Nguyễn Quang Hùng sinh năm 86. À, Lâm đấy. Lâm em cũng đây. Đinh Công Việt. Tưởng Lê Quang Việt. Tây sách dài giặt cái này á. 52. Đây, tây sách tây dị nè. Phải, không phải. Liên quan đến đấy, liên quan đến cuộc kiện toàn đi hát cùng karaoke quán F0 này. Thật á? Thế thì mình nhìn thấy cái thằng bên cạnh này đây, toàn đi hát cùng với F0 này đấy. Đây đây. Hát cùng F0 tại quán karaoke, hát cùng F0 tại quán karaoke, toàn hát cùng F0 tại quán karaoke. Chết chết chết. Ở ăn cùng, ăn cùng. Nói chuyện với F0. Bị chết mất rồi F0. Hát cùng F0 này bị chết. Không. Ngủ cùng F0 mới sợ. Ôi, giờ chưa ngồi chưa mua. Chết thở vụ này. Ăn không sao, ngủ mới sợ. Hát cùng là chết rồi. Đây đây. Có ăn cùng mới sao không? Xít vịt quay với F0. Đến nhiều. Xít vịt quay cho F0. Ăn ở cùng F0, tiếp xúc với F0 đây. Ăn cùng F0 đây, xít vịt quay cho F0 này. Giết chuyện quay em không là anh trai Quỳnh Quỳnh Ngọ. Hello các chị. Đầu bẩn quá mà chưa kiếm chỗ ở đầu đây. Mai đi sớm về mai kia mới chặn thì đều bọn tao. Bác ca nhà mình còn không? Còn. Mai học nghỉ hết chứ học thành cái gì? Tao có giáo đang thông báo là F2 mai nghỉ. Cái gì? Kể cả không F2 mai cũng nghỉ. Trường ở trên này ấy hết rồi. Bây giờ nó như dịch bệnh như này thì phải cho nó nghỉ chứ. Hello mọi người. Chị Facebook là âm thầm ơi cho em số điện thoại em kiểm tra đơn cho. Đặt áo dọn được áo gió. Năm được một tuần rồi và chưa nhận được hàng. Lên len sơ mi đi rồi ok chị gái nhá. Tao nói mày tao cắt từ mà. Len sơ mi với lại có sơ mi kiểu ấy, sơ mi phối nữa. Áo len, à tí nữa chị ơi, tí nữa cho các chị em lên một vài mã. Mã sale ở ngoài lẻ ngoài này đã xong rồi tí em sẽ vào trong kho em like mã len lẻ nhá các chị nhá. Như tối hôm qua là em lên hơi muộn ấy, nên là nhiều chị là không xem được, không xem like được ấy. Thì tí nữa em sẽ là lên sớm hơn một chút tất cả những cái mã len. Ngày mai lạnh nữa các chị ạ, em chào chị Hảo Nguyễn nhá. Sơ mi phối à, từ từ chị ơi. Bây giờ là em có một cái mã áo gió này này, em muốn lên đầu tiên đi các chị ạ. Đấy chứ ạ. Đây các bác nhìn hàng cho em này, nó đẹp thật sự luôn ý. Nhưng mà tại vì là tất cả những cái hàng này đang xỉ các chị là 280, 290. Đấy chứ ạ, đang là xỉ 280, 290 các chị nhìn cho em này. Ok chưa ạ, em xin phép tặng các chị đầu live stream nhá. Em tặng đầu live stream luôn ạ, toàn bộ hàng của nó là hàng Quảng Châu. Các bác nhìn hàng cho em này, toàn bộ hàng Quảng Châu cao cấp ạ. Lên đơn hàng cho em là gì? Gì ạ? Hát một cho em với ạ. Để chị ạ, hát một cộng số điện thoại cho em. Các chị yêu mình lên đơn. Em đang có là size M với size L các chị nhá. Size M với size L. Form này chốt các chị từ 40 cân đến tầm 57, 58 cân đổ về. Đấy, bây giờ em không nhớ là K22 có không có len lông không có. Không có cái gì? Comment có dấu cho em với. Các bác nhìn hàng này. Thực sự luôn, nó quá chất ạ. Các bác đang mua con này ngoại trường toàn bộ hơn 500 nghìn.
Em bảo à quên, hơn hơn 380 đúng không? 350, 380. Đấy, giá thị trường đang bán nhá. Em tặng các chị ạ, chia sẻ like cho em với ạ. Chị nào đang nhìn đến like của em ạ, cho em xin lượt chia sẻ với ạ. Ok chưa ạ? Cho em xin một lượt chia sẻ. Đấy, K1 hết size á. Đấy, em đặt hàng mà bị hàng quay đầu đấy chị ơi, dịch dã này khổ lắm chị ạ. Đấy, đơn hàng có đi được đâu. Những cái vùng dịch là người ta lại quay hàng về hết cho mình ý, quay đầu hàng về hết luôn ạ. Em tặng các chị nào, nói chung là cái này nó có tổng khoảng 20 cái. Đấy chị ạ, có tổng khoảng 20 cái ạ, cả màu đen ạ và cả màu cam nhé chị ơi nhá. Cả đen cả cam, các chị comment cho em là gì? H1 và cộng số điện thoại cho em với ạ. Em biếu các chị luôn ạ, chia sẻ like cho em. 100 ạ. 29.000 đồng. Đấy chị ạ, 129.000 đồng ạ. Các chị mình lên đơn hàng ạ. Toàn bộ của nó chất là chất kaki ướt các bác nhá. Toàn bộ chất của nó sẽ là dòng chất kaki ướt ạ. Các chị lên đơn hàng cho em là H1 cộng số điện thoại cho em. Em bảo rồi, các chị này nhìn hàng cho em này. Toàn bộ của nó dòng xịn sò luôn ạ. Lên đơn hàng cộng số điện thoại cho em, bảo rồi ạ. Chị nào chia sẻ nhanh tay mình có đơn. Đấy chị ạ, chia sẻ nhanh tay mình có đơn hàng ạ. Chậm tay là hết, tại vì là cái này em còn dư ra tầm khoảng là 20 cái đấy ạ. Còn tầm 20 cái thôi ạ. Em chào chị Rosy Kim nhá. Em chào chị Rồng Bay ạ. Áo đang mặc có không đây chị này? Áo em đang mặc là mã H1 đấy chị. Em đang có hai màu nhá, màu cam và tông màu đen. Đấy chị ạ, hai màu ạ, cam đen cộng số điện thoại cho em là các bác mình chốt đơn ạ. Em tặng các chị mình có bao nhiêu? 129.000 chị ơi. Em đang bán áo này đấy chị. Chị cứ hỏi áo em mặc còn không ạ? Rẻ thế em chị ơi, bây giờ em xả lỗ chị. Em xả lỗ mà hàng Quảng Châu các bác nhá. Hàng Quảng Châu em bảo em dành cho tổng khoảng 20 chị được chốt mã này. Đấy chị ạ, 20 chị chốt mã này cho em ạ, 129.000 đồng ạ. Em bao giá toàn thị trường luôn. Đó, em đang có màu đen này và em đang có tông màu cam. Mỗi màu em còn tầm 10 cái thôi ạ. Mỗi màu em còn tầm 10 cái. Các chị mình lên đơn hàng H1 cộng số điện thoại ạ. H1 cộng số điện thoại cho em ạ, 129.000 đồng cho em các bác nhá. Đen với cam. Để chị ạ, gió một màu cho em ạ. Toàn bộ dòng chất của nó sẽ là dòng chất kaki ướt. Đấy, chất nó mềm lắm luôn ý. Đấy chị ạ, chất mềm lắm luôn ạ. Cái phần thân dưới nó sẽ có cái dây rút các bác này. Có cái dây rút cho em, các chị chỉnh eo thoải mái. Để chị ạ, chỉnh eo thoải mái ạ. Không, các chị đến 58 cân đổ về em chốt. Để chị ạ, 58 cân đổ về chốt đơn hàng ạ. Áo cao cổ là mã giữ nhiệt chị ơi. Giữ nhiệt là 913 có bao nhiêu màu? Ok chưa ạ, H1 cho em ạ. Các bác cho em xin lượt chia sẻ với chị Thùy Linh ạ, Hiếu Nguyễn ạ, Quyên Dũng ạ, Trần Thu Hiền ạ, Phạm Thùy Dung chốt đơn hàng ạ. Cho em xin lượt chia sẻ, mình không bị ẩn comment nhá. Tại vì là comment mấy hôm nay nó rất là ẩn ý, nhiều người em không nhìn thấy. Hôm trước em mua 250 chuẩn luôn chị ơi. Bây giờ em tặng các chị luôn 129.000 đồng. Chị nào hoan hỉ ạ, nhanh tay cho em mình chốt đơn nhá. Áo trong em mặc là bao nhiêu tiền vậy? Đấy ơi, có mấy màu đưa đây màu chị cái. Này, các bác nhìn hàng này. Quá chất lượng luôn ạ, để chặn hàng quá chất lượng luôn ạ. Hai size ML nhá, hôm nay rẻ thế em xả lỗ chị ơi. Còn bao nhiêu cái em tặng nốt mà. Để chặn còn bao nhiêu trước em xin phép em tặng nốt các bác luôn nhá. H1 cộng theo màu với số điện thoại ạ. Hai màu đen cam. Hai màu đen cam ạ. Áo em mặc là nhiệt 913. Đấy chị ạ, nhiệt 913 mã nhiệt hộp cho em với ạ. Nhiệt hộp cộng số điện thoại mã này là bao nhiêu tiền? 139.000 đồng một áo. Đấy chị ạ, 139.000 đồng áo giữ nhiệt em đang mặc nhá. 913 cộng số điện thoại ạ. Em mặc một màu thôi các chị ơi. Đấy chị ạ, mặc một màu thôi. Tại vì là cái form giá các chị biết rồi, bây giờ nó không còn đâu chị ạ. Mã này các chị comment là nhiệt 913 cộng số điện thoại cho em ạ. Nó dòng áo giữ nhiệt cho em nhá. Form các chị thoải mái ạ. Dưới 63 cân đổ về ạ, trên 40 cân đổ lên. Đến tầng 63 cân đổ về chốt đơn hàng ạ. Nhiệt 913 cho em tông màu này, em gọi là tông màu da nhá. Tông màu thứ hai nó sẽ là tông màu xanh ạ. Đấy chị ạ, tông màu thứ hai là tông màu xanh ạ. Các bác lên đơn hàng cộng số điện thoại cho em ạ. Nhiệt 913 cách số điện thoại 139.000 đồng. Em ơi các chị nhìn hàng này. Thực sự luôn ạ, rất là ấm các bác nhá, giữ nhiệt rất là ấm luôn. Lên đơn cộng số điện thoại cho em là nhiệt 913, nhanh tay có đơn, mã này em còn sót ít thôi. Đây tông màu đen này. Để chặn tông màu đen cho em. Nhiệt 913 cộng số điện thoại ạ. Form các chị lên mã 54 đi ạ. Nhiệt hộp có đen chị ơi, có cả màu đen em vừa dơ lên nhưng mà màu đen còn ít lắm. Đây là màu này là màu nâu cho em. Màu em gọi là tông màu nâu nhá, các chị comment là nhiệt 913 cộng số điện thoại cho em ạ. Em tặng nốt các chị 139.000 ạ. Thị trường đang là 189 nhá chiêu nhá, 189 đến 220. Em biếu các chị mình ngày hôm nay ạ, 139.000 một áo ạ. Lên đơn hàng cộng số điện thoại cho em. Ok chị ạ, 139 cộng số điện thoại ạ, nhiệt 913 ạ. Chị Ánh Hòa trên số điện thoại với là chị Đỗ Nhung có ạ. Rồi ạ, 139.000 chị ơi. Áo nhiệt nhá, 139 ạ. Các chị comment là nhiệt 913 cộng theo màu số điện thoại. Đây màu xanh xanh kiểu màu xanh đá ấy. Đây màu xanh đá cho em với ạ. Tông màu thứ hai nó sẽ tông màu đen ạ.
Đấy chị ạ, tông màu thứ hai màu đen này. Tông màu thứ ba là tông màu nâu ạ, và tông màu thứ tư là tông màu da. À nhì nhằng, nay em lại toang 1.137.000 rồi chị ơi ạ. Ngày nào cũng có đơn đúng không? Ngày nào cũng có đơn. Trần Thị Bảy lên vào sổ là có đơn hàng ấy. Đấy, Trần Bảy đúng không ạ? Yến Đào rồi ạ, Phạm Nương ạ. Rồi ok chị, các chị nhớ để lại số điện thoại cho em có đơn nhá. Nhiệt 913 cách số điện thoại cho em với ạ. 139.000 đồng một áo. Tiếp theo một mã hàng này em ơi. Đây kìa, cho những cái mã sơ mi phối. Hôm qua chị soạn mẫu rồi đấy. Bây giờ lấy cho em xin một cái áo 2 giây vắt. Em tặng hết sơ mi phối cho nó gọn ghẽ để lấy chỗ để hàng với đi. Đây cái bộ bên dưới này là cái gì đây? Đây còn mấy cái. Cái này còn mấy cái. Đây là lẻ mà chị. Đây là mã lẻ mà. Bán rẻ nốt nhé. Lên mũ á, thằng Miễu không biết có còn hàng không chị ơi. Mã này các bác lên cho em là H2 đúng không ạ? H2 cộng số điện thoại ạ. H2 cộng số điện thoại mã này cho em. Em đang còn nguyên size L rồi ạ. Đang còn nguyên size L, các chị nhìn cho em một con áo gió chắc là chất thô cho em nhé. Gió chất thô ạ. Xem lại muốn mua mà chỗ mình vẫn chưa ship được ạ. À thế này chị ơi. Các chị ơi, cái này của nó là chất thô cho em nhé. Chất thô kaki ý. Để chạy chất thô kaki ạ, em biếu các chị mình luôn này, 100.000 cái. Ok chị ạ, 100.000 đồng một áo ạ, lên đơn hàng cộng số điện thoại cho em ạ, mã H2 cho em này các chị này. Cái này còn chưa lắp cái mũ vào cơ, cái này là mũ rời nhá cho em với ạ, mũ rời ạ, lắp cúc cho em như này. Mã này các chị comment cho là H2 ạ, cộng số điện thoại ạ, em đang còn nguyên size L thôi. Đang còn nguyên size L ạ. H2 cộng số điện thoại cho em mã này ạ. 100.000 cái bán cho nó phiêu. Được chưa? Em tặng luôn 100.000 một áo. Đấy các bác gọi là về mặc cho sướng. Nhưng mà còn nguyên size L, cái này em còn tầm khoảng là 7-8 chiếc thôi. Được chưa? Còn tầm 7-8 chiếc của size L ạ. H2 cộng số điện thoại cho em với ạ. Màu này của nó kiểu gần như kiểu màu đỏ gạch ấy. Được chưa? Gần như kiểu tông màu đỏ gạch ấy, các bác nhìn hàng cho em này. Thực sự luôn ạ. Đơn tối qua chưa chốt xong chị gái nhá. Đây, cái này các chị về các chị cài hết cái cúc này cho em với. Để chị cài hết cái cúc này cho em này. Đấy em gọi là nhanh thì vì mã này nó hết hàng rồi, 55 đến 60 cân. Đấy, các chị từ 55 đến 60 cân chốt đơn hàng ạ, H2 size L cho em với ạ. 100.000 một chiếc. Để cho em tặng luôn các chị yêu mình 100.000 cái. Thoải mái tầm 60 mấy cân bắt được nhỉ. Đấy, còn nguyên size L đấy ạ, H2 cho em. Quần sóc em mà có chị ơi có bán nhá, xem còn bao nhiêu cái em ơi. H2 ạ, còn tầm 7-8 chiếc của hàng Quảng Châu cho em ạ, tặng các chị 100.000 một chiếc. Để cho em tặng các chị luôn 100.000 một áo, các chị nhìn nào cho em này. Đẹp rụng rời luôn ạ. Tất cả có là hàng 350-38 thì tặng các chị luôn 100.000 cái luôn này. Còn một size nhá, H2 cộng số điện thoại cho em, các bác mình chốt đơn ạ. Đây ạ, H2 cách số điện thoại ạ. Cái này cái mũ này các chị không thích, các chị về các chị tháo ra cho em được. Đấy mình mặc như kiểu là một cái áo cổ Đức như này thôi. Đấy chứ ạ, cái này là cái rời cho em với ạ. H2 cho em nhá. 100.000 ạ. Quần Q7 em còn chị Nguyễn Hoài ơi. Rồi H2 hết này các chị này. Lấy em những cái dòng cọc cọc áo lẻ kia kìa. Gió kìa. Em sắp ra ngoài kia ấy. Rồi H2 cho em ạ. Hôm nay nhận được 3 áo len đẹp quá. Tí em lên áo xả áo len luôn các chị yêu nhá. Cho em xin lượt chia sẻ với ạ. Tí em vào kho em lại trong kho luôn em xả áo len. Nhất rất là nhiều mã luôn. Em chỉ bán các chị tầm khoảng là 150.000, 170.000 là cùng thôi. Mà toàn hàng đẹp thôi ạ. Các chị nhìn mã này cho em này. Tiếp theo các chị hôm nay lên các chị áo gió hàng Quảng Châu nhá. Mã này comment cho em là H3. H3 chữ màu nào nhiều đấy? Màu đen. Đen với đỏ, đen với vàng đúng không? Đen với vàng cho em này các chị này. Các chị gái nhìn hàng cho em này. Thực sự luôn ạ. Các bác đang nhập xỉ của 260-270 ạ. 260-270.000. Còn thay gì chị ơi? ML2 size ạ. À em bảo này, ở trên chỗ cái sập ấy nó còn một bao áo gió mà hôm trước mình mang về mình còn chưa kịp soạn ra. Hôm em thấy rất là nhiều nhưng mà quên mất đấy. Có thể nó hết size M chị Nguyễn Hoài ạ. Mà thôi chị cứ có mã nào có thì lên mã đấy, còn không thì mai lên được. Để like qua cái này xong rồi tí vào lên like lên nhá. Đây mã này các chị comment cho em là hát mấy? H3 cho em với ạ. H3 cộng số điện thoại này. Có size này, có size M với L à? ML chị ơi. ML 2 size ạ, 40 cân đến tầm khoảng là 56-57 cân.
Ok chị ạ, 40 cân đến 56, 57 cân đổ về chốt đơn hàng ạ. Hàng 28, bây giờ xả các chị luôn ạ. 199.000 đồng các chị nhá, 199.000 đồng các chị lên đơn cộng số điện thoại ạ. Gió lót lông em có chị ơi. Lót lông của cái mã là gió 54 ấy, nhà em vẫn đang bán gọi là rất là mạnh luôn. Hiện em mà có bán chị Thanh Tâm ơi. Mã này H3 cho em ạ, em đang có màu đen được chị ạ, và em đang có màu vàng. Hai màu cho em ạ. Em có hai size là size M với size L ạ. Các chị nhìn cho em ạ, toàn bộ của nó chất kaki ướt nhá bác nhá. Toàn bộ chất kaki ướt luôn ạ, giá này là giá xả đấy chị. Hàng này của nó là cũng là hàng áo gió mà, gió của nó chất kaki. Đấy, kaki ướt cho em ạ, 199.000 đồng các chị lên đơn hàng ạ. Paka lót lông em có chị ơi. Paka lót lông thì mình để chỗ nào nhỉ? À em bảo này, nhà mình còn một ít mà áo phao có chữ gơn đi kìa. Nó có ba màu ấy, đỏ, xanh than với lại màu xanh đi kìa. Ngày mai lạnh rồi tôi bán cho các chị rẻ nốt cho các chị mặc. Rồi, mã này là H3 cho em ạ, 199.000. Ok chị ạ, 199.000 đồng các bác, mình lên đơn hàng cho em ạ. Áo đang mặc bao nhiêu chị ơi, con này 200.000 này chị, 199.000 đồng ạ. Đấy, hàng đẹp và để tủ chật và rẻ tủ chật rồi ạ, mua thêm cái tủ nữa chị ơi. Mua thêm cái tủ nữa vàng em, các chị này, chất sướng đời luôn ạ. Lên đơn cho em là gì ạ, H3 cộng số điện thoại nhá. Gió 54 để em tí em lên luôn ạ. Đấy, các chị nhìn cho em ạ, tông màu đen này. H3 cho em màu đen cộng số điện thoại cho em các bác mấy chốt đơn. Xịn lắm luôn ạ, em tặng các chị luôn ạ, 199.000 một áo. Đấy chạm 199.000 đồng một áo ạ, lên đơn hàng cộng số điện thoại ạ. Đấy chạm lên đơn hàng cộng số điện thoại cho em với ạ. Rồi em cảm ơn chị Thắm Hồng nhá. Lên đơn mã này cho em là H3 ạ. H3 cộng số điện thoại cho em ạ, 199.000 đồng ạ, em xả lỗ luôn các chị nhá. Em thề luôn là mã em xả lỗ đấy. Đấy các chị biết là khách mua đang nhập thị trường là 250-26. Ok cho em hứa luôn là mã này em tặng các chị luôn ạ, 199.000 ạ. 199.000 đồng một áo ạ, lên đơn hàng cộng số điện thoại cho em ạ. Xuất sắc luôn ạ, hai size ML nhá. Ngày mai chị nào được mình chốt đơn ạ, chị nào mà em có lỡ hết là thông cảm. Chị Nhung ơi, hôm nay nhà em G13 trước về được hàng ấy. Em thề luôn em còn mong hơn chị nhiều, tại vì nhà em toàn khách chuyển khoản trước mà em còn chưa có hàng ấy. Đấy. Em không dám hứa luôn, nhưng mà các chị cứ thế, các chị chuyển khoản trước, chị bảo là lúc nào có hàng về để dành cho chị cũng được. Đấy. Khổ lắm, em đã đặt trước rồi, em đặt trước rồi nhưng hôm nay người ta bảo là chị ơi chưa thấy hàng về. Tại vì hàng đấy là hàng đặt chị ạ, hàng đấy hàng đặt. Tiếp theo một mã này các chị này. Mã này như nó giống cái màu kia, nhưng nó có thêm màu này đúng không? Màu tím màu đấy. Xem mẫu này có mấy size rồi. L. Còn cái size L đúng không? Cái mã này nó à có cả là XXL này. L. LXL này. Các chị nhìn xem này, ơi ạ, H4 cho em bối ạ. 80 cân không vừa chị ạ, 80 cân thì em không làm chốt vì là không có size vừa nhá. Còn cái nào 60 cân mặc được đây chị này, cái này 60 cân mặc được này. Chất của này của nó là chất của nó là chất kaki nhá các chị nhá. Nó giống cái mã H2 ấy, đúng không? Nhưng mà nó lại là màu khác rồi em quên chưa lên. Đấy thì em sẽ lên cái mã này là mã khác cho các chị mình dễ đỡ bị nhầm lẫn các chị nhá. Mã này là H4 ạ. H4 em tặng luôn các chị 100.000 một áo này. Em ơi lỗ thực sự luôn các chị ơi, nhìn cho em một con áo này. Hàng của nó tất cả của nó hàng Quảng Châu. Được chưa ạ? Toàn bộ hàng Quảng Châu luôn ạ. Em còn size L này. Em đang còn size L và size XL, cái này nó còn chưa. Đây các chị này. Về các chị mình không thích cái này các chị có thể tháo ra được cho em ạ. Tháo ra được cho em ạ. Nó là hai khóa nhá các chị yêu nhá. H4 ạ, đúng không? H4 cộng số điện thoại ạ. Cái này bỏ ra này chị ơi, cái này nó bị xoắn tay hay sao đúng không? À không phải, không phải. Đúng rồi, cái này bị xoắn tay bỏ ra này, cái lỗi này. Bỏ luôn ra ngoài chị nhá, không có ngày mai lại không biết lại gửi cho khách. Qua, em đặt bộ trả được bộ nào à? Khổ thân chị. Bộ hết sạch rồi, tại vì là nhiều bộ sale mà các chị toàn đặt hai ba bộ một ý. Toàn đặt cứ 2-3 bộ một, tại vì các chị biết là bình thường em bán bao nhiêu tiền rồi. Xong rồi sau là em xả phát là các chị ôm hết. Đấy, mỗi chị cứ 2-3 bộ, có chị còn đòi bảo cho chị 4-5 bộ, nhưng mà thôi em bảo là chị ơi hàng sale thì ai cũng muốn mua, thôi mình lấy 1-2 bộ là được rồi, mình có đơn là được rồi, xong là lấy hết sạch luôn. Và các chị bảo hôm qua 1.000 bao nhiêu người xem mà em mẫu đấy em chỉ có tầm dư khoảng tầm 100 bộ thôi, thì cứ chị được chị không. 100.000 cái này đúng không? H4 à. Ôi cái này các chị phải về các chị lắp vào cơ. Ai lắp cho em cái này với? Lắp cái cúc này vào này, tại vì là cái này nó cũng là cái hàng rời. Để chạm cái này là cái hàng rời, em tháo luôn ra nhá. Cái này em nghĩ là để mặc bình thường, không cần cái mũ này đẹp này. Để cho em tháo ra luôn này. Đấy, về các chị thích thì các chị lắp vào. Con này H4 cho em với 100.000 cái, các chị mặc chơi chơi. Màu cũng đẹp mà nhỉ. H4 cho em ạ, 100.000 một chiếc. Ôi để mặc cái này còn xinh hơn ý nhỉ. Chả cần mũ. Mã này các chị size L các chị phải tầm khoảng 56-57 cân nhá. 56-57 cân thoải mái, dưới 65 cân.
Để chị ạ, thoải mái dưới 65 cân đổ về em chốt đơn ạ. Mã này các chị comment cho em là H4 ạ, H4 cộng số điện thoại cho em với ạ. Màu này của nó gần như ở một bộ đội đó, gần như ở bộ đội cho em ạ, H4 cho em với ạ. À, chị xem có mã bộ nào xả thôi để mang ra cửa hàng nhé, tại vì cửa hàng lẻ nhà em còn một ít đồ bộ nữa. Đấy, H4 ạ, cộng số điện thoại ạ, em tặng các chị luôn ạ. 100.000 cái. Ok chị ạ, 100.000 đồng ạ, lên đơn hàng cộng số điện thoại cho em ạ, bỏ qua rồi ok. Xem nào em ơi. Lên lên một mã này nữa này. Ôi, con này thì gọi là đỉnh của shop luôn ạ. Đấy chị ạ, đỉnh của shop luôn ạ. Tất cả của nó xịn xò con bò như thế này mà. Màu này của nó là tông màu cam. Trong này vừa còn mấy cái mà phải không? Đấy chị ạ, màu cam cho em, H5 cho em nhé. H5 cách số điện thoại cho em màu cam này. Cái này em đây, xả luôn nhá, 120.000. Đấy chị ạ, 120.000 đồng ạ. Cái này còn size M này. Còn nguyên size M sao ạ? M này. Còn nguyên size M màu cam các chị nhá. Size M em chốt các chị dưới 55 cân ạ. Đấy chị ạ, 45-46 cân. Đấy tầm khoảng 55 cân đổ về em chốt đơn. Giang tay cánh rơi cho em ạ. À quên, 120.000 đúng không? 120.000 đồng các chị lên đơn hàng cho em ạ. Em đang bán quần chip à? Đúng rồi chị ơi, nhưng mà đợt này em chưa nhập được hàng ấy chị. Mã này H5 cho em đúng không? 120.000 ạ, 120.000 đồng một áo ạ, nên đơn hàng cộng số điện thoại ạ. Đặt một bộ không thấy gọi á. Cái màu tím, màu tím còn một cái, màu xanh cố còn một cái ạ. Mã này H5 cho em nhá. 120.000 ạ. Để chạm 120.000 đồng một cái, các chị lên đơn hàng cộng số điện thoại cho em mã này ạ. Áo em mặc trong là áo em mặc đây á, bên trong á, đó là 139.000 đồng, áo giữ nhiệt là 913 chị La Lâm ơi, 913. Còn áo này em mặc các chị comment cho là H5 nhá. H5 cho em ạ, 120.000 nhỉ? 120.000. Đấy chứ ạ, 120.000 đồng một áo ạ. Chất này của nó chất kaki chứ bác nhá, chất kaki cho em với ạ. Lê Thị Thủy chốt đơn hàng H5 này. Chị Phạm Thảo có H5 luôn ạ. H5 cộng số điện thoại cho em ạ, 120.000 đồng. Ok chị ạ, còn một cái màu tím, một cái màu xanh. Còn đâu là còn 4-5 cái màu cam. Đấy chứ ạ, còn đâu là còn 4-5 cái màu cam. Các chị lên đơn hàng cộng số điện thoại cho em ạ. Tại vì hàng này hàng lẻ chị ơi, nó sẽ không có số lượng nhiều ấy. Ai đứng dậy lấy sơ mi của em gái? Sơ mi đây này. Được chưa? Đây con sơ mi này này. Đây. SML 3 size. Đây các chị ơi. Sơ mi nhá, sơ mi phối cho em này. Để chặn sơ mi phối cho em ạ, toàn bộ của nó hàng Quảng Châu như này ạ. Em đang có size SML 3 size ạ. SML 3 size các chị comment cho là mã này là H6 ạ. Đặt hàng Huế chốt quá tải khách hàng. À, khách đặt hàng quá, em cảm ơn chị nhá. Đợt này thực sự luôn ạ. Thứ nhất là nó không có đủ số lượng. Và thứ hai của nó là đơn hàng đang bị quá tải nữa. Ok chưa ạ? Các chị nhìn cho em một con áo này. Đợt trước hàng này của nó bao nhiêu tiền thì em không cần biết nhá. Em chỉ biết ngày hôm nay em sale lỗ cho các chị luôn. Được chưa ạ? SML 3 size ạ. Các chị lên đơn ạ. Cho em xin lượt chia sẻ với. Cho em xin một lượt chia sẻ với lại cho em cái áo hai dây không ai để ở đây cho ạ. Em chèo đây. Bây giờ em mới nhớ ra. Đâu? Đấy, đầu cứ bây giờ ăn rồi bảo chưa ăn đây này. Trên bàn có cái này. Đây. Cái gì đấy? Thế. Ờ cái đấy. Để tao lấy cái mặt khác đi. Để nghe may vặn ra. Ừ. Thế, đồ 4 là mã còn sang đây. Đây, sơ mi phối các chị luôn nhá. Để em tí mặc mẫu lên ạ. Nghe máy ơi, cái kia vẫn còn. Các chị nhìn cho các chị nhìn qua cái túi của nó biết của nó xịn xò hay không đúng không? 3 size ạ, SML, các chị comment mã này là H mấy nhỉ? H6 á. H5 bây giờ H6. Mã này là H6 á. Ừ, ok chưa ạ, H6 cộng số điện thoại cho em ạ. Toàn bộ của nó này các chị này, sơ mi phối cho em với ạ. Em đang có là màu trắng này, màu cam này các chị này, màu nâu, 3 màu cho em nhé, trắng, cam, nâu cộng số điện thoại cho em ạ. H6, chuẩn chưa ạ? Có quần nhung không em? Còn chị ơi, còn quần nhung nhá. Đẹp lắm luôn ấy. Form em chốt các chị tầm khoảng dưới 60 cân đổ về ạ. Tầm khoảng là 43-44 cân đổ lên ạ. Cho đến tầm khoảng 60 cân đổ về chốt đơn ạ. H6 cho em với ạ. Em tặng luôn này. 115.000 đồng một áo. Được chưa ạ? Thị trường đang là trên 300.000. Cái phần thân của nó sẽ là pha u mì cho em ạ. Pha u mì cho em, cái phần tay của nó sẽ là pha tay von. Mã hàng cộng số điện thoại cho em ạ, H6 các bác nhé. Toàn bộ của nó dòng cao cấp này. Em tặng luôn các chị 115.000 đồng ạ. Lên đơn hàng cộng số điện thoại ạ. Em ơi thực sự luôn ạ, bác nào chốt nhanh tay bác ấy được. Em hứa luôn là em chốt giá 115.000 đồng ạ. Xả luôn các bác ạ. Toàn bộ của nó hàng Quảng Châu cho em ạ. H6 cho em mới ạ, 115 các chị nhé.
H6 cho em ạ, 115.000 đồng. Các chị lên đơn cộng số điện thoại cho em. Mấy tay của nó sẽ là bo chun cho em ạ. Tay bo chun màu trắng này, để chạm màu nâu tây cho em này, nâu tây này và tông màu cam. Ba màu ạ, xuất sắc quá các chị ơi ạ. SML 3 size ạ. Lên đơn hàng cộng số điện thoại cho em với ạ. Lên đơn hàng cộng số điện thoại cho em. Cái phần thân của nó sẽ là u mì co giãn. Để chạm cái phần thân là u mì co giãn cho em với ạ. Các chị nhìn hàng này. Em ơi các chị ơi ạ, hàng xưởng không có giá này luôn. Em hứa luôn ạ, hàng xưởng các chị không mua được giá này. Đây là hàng Quảng Châu cho em với ạ. Em tặng các chị luôn ạ, 115.000 đồng ạ. Xả các chị gọi là sốc nhiệt luôn ạ. Ôi, trước bao nhiêu thôi bỏ qua đi ạ. Bây giờ em tặng các chị rẻ, rẻ bèo rẻ bọt luôn ạ. Nhận hàng các chị đã mua đặt hàng này, các chị cứ gọi là ok luôn cho em với ạ. Hàng này tất cả của là hàng cao cấp cho em. Bây giờ em tặng các chị 115.000 đồng ạ. Để chạm 115.000 đồng các chị lên đơn hàng cộng số điện thoại cho em với ạ. Trắng này các chị cứ làm cho em 3 chiếc 3 màu ạ. Để chạm cứ làm cho em ạ, 3 chiếc 3 màu cho em ạ. Lên đơn cho là H6 nhiều nhá. À, chị ơi giờ alo đặt luôn, không hết được không chị? Thôi chị ơi, bây giờ em đang live stream mà không có người chốt đơn đâu. Chị cứ lên số điện thoại cho em ạ. Ngày mai các bạn nhân viên thì em sẽ tư vấn sau nhá. Bốc tiếp cho chị sơ mi phối ra đây em ơi. Này, xinh quá các chị ơi ạ, H6 cho em với. Màu nâu này cũng đẹp đúng không? Trắng nâu với lại cam. Các chị ơi ba màu đều xinh nhá. Các chị nhìn cho em này. Cái này nó pha, nó sẽ là kiểu pha cái chất tơ ấy. Nó rất là mềm luôn ạ. H6 cộng số điện thoại cho các chị nhìn là cam của nó sẽ là cam đậm nhá. Tôn da cực kỳ luôn ạ. Đó, chị Nguyễn Vân đây cho em số điện thoại. À quên. Tiếp bạn nữa chị ơi, tiếp bạn nữa trên kia đi. Có cái mẫu chị Chanel kìa. Chanel. Anh lên. Đấy. Không, em không thích. Em phải thích mã nào mới bán cơ. Đấy. Trừ mã đấy ra. Đấy, đây, đấy, đấy, Chanel đấy. Bán rẻ, các bác cho nó hết cả. Thực sự luôn ạ, mã này thực sự luôn là bán cả được cả mùa đông, cả mùa hè. Nhưng mà em đã quán bán qua mẫu, tính em cứ kiểu cả thèm trông chán. Đã bán một lần rồi là lần thứ hai, lần thứ ba là không muốn lên mẫu nữa. Đâu chị ơi, em buộc theo cọc theo hàng được cơ mà. Đây xem nào. SML đấy. Sơ mi này điệp điệu xinh xinh này. Ôi đầu quá. Rồi H6 các chị lên đơn hàng nhá. Ui con đấy á, con đấy bán tiếc thế. Nhưng mà còn một ít đâu không? Còn 3 cọc. M này, hình như còn nguyên M này phải. Đúng rồi, còn nguyên size M ạ. Thôi bà tưởng nguyên một size bán nốt đúng không? Rồi H7 cho em với ạ. H7 cộng số điện thoại cho các chị yêu nhìn hàng này. Thực sự luôn ạ, H7 cho em với. H7 cho em với ạ. Ôi các chị ơi, nhìn cho em này. Xịn sò chưa ạ? Xịn sò con vò luôn ạ. Bác nào tinh mắt nhìn qua phát biết luôn. Ok chị ạ, bác nào tinh mắt nhìn qua phát biết luôn cho em ạ. Hàng trên 300.000. Đó, H7 cho em ạ. Em còn size M thôi nhá. Em không còn đủ size mã này nữa. Chị gọi lại á, gọi lại số nào chị ơi? Chị cho em lại số điện thoại của chị đi. Rồi, mã này H7 cho em ạ. Chị nào nhanh tay chị ấy được, em còn nguyên size M ạ. Em đang còn nguyên size M nhá. Em sell luôn ạ, 150. Ok chị ạ, sell luôn các chị yêu 150.000. Size M. Eo em thế luôn mấy. Ê mà con này đi chơi xong là ai cũng hỏi mà không, đấy là cho hàng trong kho em không tìm được. Đấy bây giờ nhà em hôm nay mới dọn kho mới tìm được mã này. Các chị nhá, nhưng mà nó chỉ còn nguyên một size M thôi, em xả luôn các chị là 150.000. Size M em chốt các chị tầm khoảng là 50 cân đến tầm khoảng 56, 57 cân. Được chưa ạ? 50 cân đến tầm 56, 57 cân chốt đơn hàng ạ. 150.000 đồng một áo. Em còn dư khoảng tầm là chục cái thôi. Các chị ơi, em còn tầm 10 cái chị yêu nhá. H7 cộng số điện thoại cho em. Để chạm H7 cộng số điện thoại cho em ạ. Toàn bộ hàng trên 300.000 ra tặng các chị luôn ạ. 150.000, lỗ một nửa. Để chạm lỗ một nửa tiền luôn ạ. H7 cộng số điện thoại cho em. Cho em xin cốc nước chị ơi, đau đầu quá. H7 150.000. H7 150.000. Còn 10 cái các chị ạ. Em còn tầm 10 cái thôi, không còn nhiều. Ngày mai chị nào em có lỡ hết thì đừng có mắng em nhá. Hết hàng rồi, còn mỗi size M đây ạ. Đi qua mẫu luôn này. Đẹp quá, cái phần thân của nó là pha u mì. Để chạm pha u mì cho em cái phần này. Các chị nhìn hàng này, chất như nước cất luôn ạ. Để chạm H7 cộng số điện thoại ạ. Mã này con size số như nào chị ơi? Lên đơn mã này là H8 ạ. Để chạm H8 cho em. Size này, ô size này size L mà chị. SML đây, SML 3 size ạ. Mã này comment cho là H8 nhé chiêu nhá. H8 ạ, cộng số điện thoại cho em.
Được chưa? H8 cộng số điện thoại cho em ạ. Toàn bộ các chị ơi, ngày hôm nay tặng các chị toàn hàng xịn là cao cấp này các chị yêu. Ok chưa ạ? H7 ạ. À quên H8 này nhá. Bác nào không chốt được mã này thì đừng ngồi tiếc nhá. H8. SML 3 size ạ, H8 ạ. Ok chưa ạ? H8 cách số điện thoại này, sơ mi phối này, đỉnh của chóp luôn ạ. Để chạm cứ phải gọi là đỉnh của chóp luôn ạ. H8 cho em với ạ. 150.000. 150.000 đồng ạ. Hôm nay các chị, các bạn nhân viên đang bảo là sao hôm nay chị bán rẻ thế. Để chạm sao hôm nay bán rẻ thế. Thôi ạ, dọn kho luôn các chị yêu nhá. H8 ạ, 150.000 ạ. Em có sai các chị từ khoảng là 42 cân đổ lên ạ, đến tầm khoảng là 60 cân đổ với em chốt đơn ạ. SML 3 size. Hàng này nhà em không phải hàng rẻ một size chiêu nhá. Để chạm tất cả hàng này nhà em đều có size số. Để chạm đều có size số luôn ạ. H8 SML, các chị lên đơn hàng cộng số điện thoại cho em ạ. Con này là sơ mi phối đen trắng cho em rất là xinh luôn. Ok chưa ạ? H8 ạ, cộng số điện thoại cho em các bác mình chốt đơn ạ. 150.000 ạ. 150.000 đồng ạ. Đưa cho em con Chanel chị ơi. Nào, Nhung Nhung đi em ơi. Lạnh lạnh này bán Nhung các chị tay lỡ rồi. Chanel khoảng mấy con này không thấy đâu. Không phải đâu. Ở chỗ nào ấy, em để hôm đấy em soạn ra cũng nhiều nhiều đấy, nhưng mà kiểu là không có chỗ để, em cứ nhét vào đấy. Ở trong đi kìa. Ở trong này, trong cái chỗ kẻ kẻ phối phối gì đấy. Không tìm thấy à? Đấy, mất đấy 50 bán đi. H8 này các chị cắm kỹ cái dáng form dáng cho em nhá. Dạ, chú bạch mình nhỉ. Mẫu này cũng là ná mì giống nhau đúng không? Ngày mai phải lấy riêng ra không bọn nó lại nhầm nhá. Rồi, nào không chốt được H8 mới chuyển sang H9 để cho em rồi. Mã chốt được mã nào là sướng mã đấy luôn, cái này hình như còn S thôi sao ấy. S với L này. Mã này không còn size M nhá. Mã này em chỉ còn S với L thôi. Rồi ạ, H9 này. H9 em đang còn size S với size L ạ. Các chị lên luôn hàng kia là H9 ạ, cộng số điện thoại ạ. Chanel bên em đây. Rồi mẫu này H9 cho em ạ. Em đang còn S với L các chị yêu ơi, còn size S với size L ạ. H9 cho em. Thực sự luôn ạ, em bảo luôn, ngày hôm nay chị nào cứ chốt được cái nào sướng cái đấy. Để chạy cứ chốt được cái nào sướng cái đấy cho em ạ. Toàn bộ của nó là dòng cao cấp cho các chị luôn ạ. 150.000 ạ, H9 nhá chị yêu nhá. S thì các chị tầm khoảng là 52-53 cân, còn size L các chị 55-60 cân. Đa số là còn size S ạ. Ok chưa, em còn đa số còn size S thôi các chị ơi ạ. Mã này các chị comment cho em là H9. Để chạy H9 cộng số điện thoại ạ. Em đang 53-54 cân này, em mặc size S này. Các chị cứ tầm khoảng là 44-45 cân đổ lên, cho đến tầm khoảng 52-53 cân đổ về các chị chốt vừa size S để cho em. Còn đâu size L thì các chị cứ tầm 55 cân đến 60 cân nhá. L tầm 55 cân đến 60 cân chốt đơn hàng ạ, 150.000 ạ, H9. Rồi tí em lên áo khoác với lại áo phao, áo len sau nhá. Bây giờ tất cả những cái mẫu này em còn số lượng ít ý. Em tặng các chị luôn ngày hôm nay các chị ơi, lấy kèm đơn cho em cứ mấy mã hàng một đi. Cứ mấy mã một cho em ạ, đa số mẫu em còn size S thôi ạ. 150.000 ạ. Hàng xịn cho các chị luôn. Rồi gió 54 để em một tí em lên luôn nhá. Mã này các chị coi là H9 cộng số điện thoại ạ. Để chạy H9 cộng số điện thoại cho em. 150.000. Ok chưa? Chị em mình cứ gọi là hoan hỉ cho nhau nhá. Cho em xin nút ạ, thả tim ạ, thả like. Chị nào còn dư sao thì tặng sao cho em với ạ. Để chạy tặng sao cho em với để em lấy động lực bán hàng các chị yêu nhá. Mã này còn nhiều không chị? Con này xinh xinh yêu yêu này. Đấy. Ok, trời ơi, các chị ơi. Để chạm mã này các chị comment cho là H10 ạ. H10 ạ, còn size gì chị nhỏ? Mã này còn size gì? SML à? SML à? Đủ size à? Ê, nhưng mà lại có cả đen ấy. Có cả màu đen ấy, lại Chanel này, nhưng mà đen còn ít. Mã này H10 cho em các chị ơi, H10 cộng số điện thoại nhá. Đen còn một cái thôi. Đen còn đúng một cái đâu? Một cái á? Đây nha. Lơ lơ một cái. Mẫu này các chị vào cái chân váy xinh á. Để chạy H10 cho em ạ. Em biếu các chị luôn ạ. 120.000. Để chạy 120.000 đồng một áo ạ. Lên đơn hàng cộng số điện thoại trên là H10 chiêu nhá. H10 chốt các chị từ khoảng là 45 cân ạ đến 60 cân. Ok chạy 44-45 cân đến 60 cân đổ về em chốt đơn hàng ạ. H10 cộng số điện thoại cho em với ạ. H10 cộng số điện thoại cho em mã này nhá. H10 trăm bao nhiêu? 120.000 à? 120.000 à? Các chị lấy kèm đơn hàng cho em mã này. Ok chị ạ, 120.000 đồng một áo ạ. Bật cho cái quạt thông thoảng đi.
Đấy. À, G12 á, G12 lên chưa? Sao lại G12 hôm nay có lên G đâu chị? Mã này H10 cho em mới ạ, 120.000 ạ. 120.000 đồng các chị lên đơn hàng cộng số điện thoại cho em với SML3 size. Để chạy hết SML3 size, các chị comment đúng theo cái mã hàng ạ, có số điện thoại cho em và mình có đơn ạ. À, len sắc màu cổ trắng không em có chị Khang ơi. Lâm Bình chưa đi đơn được chị Mì Chẩu ơi. Lâm Bình hiện tại Lâm Bình Na Hang không đi đơn được chị nhá. Chị chính đinh rồi, ok chỗ đơn H10 cho em xin số điện thoại của chị với. Em chào chị Minh Ngô ạ. Mã này H10 cái số điện thoại cho em ạ, 120.000 ạ. Chị Vân Nguyễn rồi, ok chị luôn ạ. Con này lên các chị một con áo nhung nhá. Để chị ạ, một con áo nhung luôn ạ. Chị Phương à La Phương Tống chốt đơn các chị ngắm cho em này. Ok chị ạ, món em có size SML, các chị cứ từ khoảng là 45 cân ạ đến tầm 60 62 cân đổ về em chốt. Để chị ạ, 60 62 cân đổ về chốt đơn hàng ạ, H10 cộng số điện thoại cho em. Ừ dạ, đẹp gọi là mê mẩn luôn ạ. Đẹp mê mẩn luôn. Cái mã kia à, cái mã kia là đầu tiên đúng không? Rồi các chị ơi, có mẫu này điều điệu xinh xinh này. Mẫu này các chị mix với chân váy xòe đẹp lắm. Đấy chạm mic với chân váy xòe đẹp lắm. Kể chân váy xòe ngắn xòe dài đều đẹp luôn ạ. Mã này còn mấy màu ấy? Còn nhiều không? Còn 2 màu đấy, 2 màu rồi, còn mấy cọc. Đen, còn mấy cọc vàng. Đen, nhiều, vàng mấy cái. Đây, con này các chị em có thấy thị trường đang bán trên 300 rồi các chị này. Thị trường đó là trên 300.000 áo nhung cộc tay các bác nhá. Nhung cộc tay cho em ạ. Mã này các bác comment cho em là H11 ạ. Để chạm H11 và cộng số điện thoại cho em ạ. Đó, cho em xin lượt chia sẻ với các chị ơi. Cho em xin một lượt chia sẻ với ạ. H11 cách số điện thoại. Áo nhung nhá. Dạ dài chị còn sót ít thôi em ơi. Ôi cái chị này. Đỉnh quá, món này có mấy size đây? Áo này là áo nhung cho em. SM à? SM 2 size. Rồi dạ, em tặng luôn các chị 100.000. SML á? À? SML 3 size, em tặng các chị luôn ạ, 100.000 một cái. 100.000 một cái, tay của nó bồng bồng các chị yêu nhá. Tay của nó bồng bồng như này luôn ạ. Em đang có màu đen với tông màu nâu bò. Để chạm màu đen màu nâu bò cho em ạ. H11 đúng không? 100.000 ạ. Để chạm 45 cân đến tầm 60 cân đổ về. 45 cân đến 60 cân đổ về em chốt đơn ạ. H11 đúng không? H11 cộng số điện thoại ạ. 100.000 cái. Để chạm em tặng luôn các chị yêu mình 100.000 đồng ạ. Lên đơn hàng cộng số điện thoại cho em là H11. Đây của nó là áo nhung các chị yêu nhá. Áo nhung cho em ạ, màu nâu bò các chị này. Màu nâu và áo nhung cho em ạ, tông màu đen cộng số điện thoại cho em ạ. Tặng các chị luôn 100.000 cái kèm đơn hàng nhé. Ngày mai bác nào có đơn hàng các chị lấy thêm mã này cho em với ạ. Để chạm có đơn hàng các chị lấy thêm mã này cho em. Con này là áo nhung cho em ạ, 100.000. Để chạm em tặng luôn các chị 100.000 ạ, xả luôn các bác luôn ạ. Đấy, chị ơi lấy cái này treo lên này. Đấy này. Hết chưa? Rồi ạ. H11 ạ, đen và H1 cho em ạ, tông màu nâu. Cái cọc gì trên kia đấy? Đấy là cọc lẻ. Ăn gì lẻ? À, có một cái mà giống cái áo chị mặc ấy. Ừ. Ở chỗ nào ấy, có một cọc thôi, nó có tầm 5 cái rồi. Còn nguyên xe S. Đây, đúng không? Cái mẫu này em thề luôn, em mặc đi chơi mà ai cũng hỏi. Đấy, mà hôm đấy em còn bảo hết hàng rồi. Gen lông VIP rồi, ok luôn ạ. Các chị này, mã này em thề luôn, em mặc đi chơi mà ai cũng hỏi em là em ơi còn áo này, còn áo đấy không. Em mặc có hôm chụp ảnh ấy. S. Em bây giờ em còn mẫu này còn nguyên size S nhé, H12 ạ. H12 cho em ạ, của size S và cộng số điện thoại ạ. Cái này không biết là mình để chỗ nào rồi. Lấy một cái để mặc rồi mà không biết để chỗ nào. Đây đúng không? Đấy chứ ạ, H12 ạ. 150.000 nốt. Để chạm hàng 28, bây giờ em xả luôn các chị 150 các chị nhá. 150 còn nguyên size S các chị tầm khoảng là 52 53 cân đổ về, các chị 45 cân đổ lên ạ. 45 cân đổ lên tầm 52 53 cân đổ về chốt đơn hàng ạ. H12 cho em ạ, 150.000 một áo. Em còn đúng 1 2 này, 3 4 5 cái. Để chạm em còn đúng 5 cái size S, chị nào vừa con này chốt luôn cho em ạ. H12 cách số điện thoại cho em ạ, 150.000 ạ. Để chạm 150.000 đồng ạ, lên đơn hàng cộng số điện thoại cho em. Đẹp quá các chị ạ. Lên mạng gió, áo áo phao đi chị ơi. Áo phao kìa, phao phao đằng sau chị. Rồi ok ạ, em qua mẫu nhá. Đẹp mà còn nguyên size S thôi chị ơi, hết rồi chị ạ. Đúng cái size này em mặc vừa luôn này. Đấy, mẫu này hôm trước em mặc đi
đi đi ăn cơm mà đi chụp ảnh mà các chị cứ thấy em mặc cái áo này là các chị hỏi ấy. Mà hôm trước em còn bảo hết hàng ấy thì chị ạ, mã này H12 cho em ạ, size S nhá, 150 một áo ạ, 150 một áo. Rồi tiếp theo, mã này là gì, còn size gì chị ơi? Áo phao ngắn cho em. Để chị ạ, phao ngắn cho em này, các chị comment là mã này là H13. Để chị ạ, H13 SML 3 size. Chốt các chị từ 40 cân nặng đến tầm 58 cân. SML 40 cân đến 57-58 cân đổ về em chốt ạ. Chị nào người gọn gọn thì 60 cân mặc được nhá. Nhưng mà bình thường em chốt là các chị đến 58 cân. Đến 60 cân đấy nhỉ. Đây này. Ôi chị mặc được size S em ơi. Rồi 40 cân đến 60 cân chốt đơn. Được chưa ạ, em biếu các chị luôn ạ, 200 ạ, 70.000 một áo. Hàng đợt trước của nó hơn 500 nhá. Em là còn màu xanh này các chị này, màu xanh em gọi là màu xanh kết này. Xanh kết là thứ nhất này, màu đỏ là 2 này, và tông màu xanh than là 3. SML 3 size, mỗi màu em còn 4-5 chiếc. Mỗi màu còn 4-5 chiếc và em tặng luôn các chị ạ, 200 ạ, 70.000 đúng không chị ơi? 270 đúng không? H13 à? H13 cho em ạ, 270 ạ. Phao cho em này, đỉnh cao của chất lượng luôn ạ, à, đỉnh cao chất lượng luôn ạ, à. H13 cộng số điện thoại ạ, à. Em đang mặc là màu xanh, à. Xanh là xanh kết nhá, để chạm xanh kết cho em ạ, à. Tông màu thứ hai là tông màu đỏ, tông màu thứ hai nó sẽ là tông màu đỏ, các chị nhìn hàng này, các chị nhìn nào cho em ạ, à. Để chạm H13 đỏ này, H13 cho em màu xanh kết và H13 cho em ạ, à, tông màu xanh than, cách số điện thoại cho em, các bác mình chốt đơn ạ, à. Phao răng ngắn hàng cao cấp em có cái hàng phao của hãng Burberry chị ơi. Rồi H12 em không hứa chốt cho chị nào, tại vì nó còn có 5 cái size S thôi. Còn đồng 5 chiếc size S chị nào mặc vừa các chị lấy nhá. Áo em mặc là H13, có là phao cho em ạ, phao ngắn. Đấy chị ạ, phao ngắn cộng số điện thoại cho em H13 các chị này. Màu nào cũng xinh luôn ạ, đợi em lên quần dung tâm đây à. Thế rồi quần dung tâm mình còn nào không? Nguy đỉnh cao luôn, cái này cái lông nó còn chưa rũ ra các chị này. Lông này các chị bị rũ ra thì nó với có độ rủ, độ mềm ấy. Đấy H13 tặng các chị luôn à, 270 chiều nhá, hàng đẹp. Cái hàng này nó không phải là hàng kiểu hàng gia công, hàng xưởng đâu ạ. Đấy, rũ ra nó đẹp hơn. Được quay được ha. Biết cái. Xịn sò luôn ạ, H13 270 chị em nhá, 270.000. Thể thao u mình chui đầu á. Cũng chưa biết giờ này nó ở đâu. Tiếp theo chị ơi. À, bây giờ ở trong kia liệu có tối hôm nay à, cái bóng kia chưa bật kìa. Cái bóng cửa ra vào chưa bật kìa. Bây giờ hả? Bây giờ em vào trong chỗ len nhá. Vào trong cái chỗ gian hàng len để em like được không ạ? À lên áo gió với mã gió nào ăn tư chị ơi, gió lót lông đi. Gió lót lông kia treo. Đây gió lót lông đây. Đây chị nào chưa chốt được gió lót lông thì các chị lên luôn nhá. Gió lót lông mã 54 cho em với ạ. Gió 54 cộng số điện thoại ạ. Để chị ạ, gió 54 cộng số điện thoại cho em. Chị chuyển khoản được 3-4 hôm rồi chưa nhận được hàng thế. Ui dồi, 3-4 hôm gì đã nhận được hàng chị ơi. Các chị ơi, tại vì dịch cái này thì chuyến tư nó sẽ chậm hơn so với ngày thường tầm 2-3 ngày chị nhá. Nên các chị thông cảm giúp em với. 3-4 ngày là chuyện bình thường, có tỉnh, có chỗ còn 5-7 ngày ấy chị ạ. Miền Nam có tầm 7-10 ngày cơ. Miền Bắc 4-5 ngày là chuyện bình thường chị ơi. Đây các chị nhìn cho em áo gió này. Gió này thì hôm nay cứ ngày nào nhạy cũng về hàng. Cứ ngày nào cũng về hàng mà vẫn bị hết. Thực sự luôn là các chị lên mã hàng cho em này. Lên gen lông VIP đi à. Rồi ôi tí em lên sau các bác ơi ạ. Lên đơn mà hàng mã thì cho em là gió 54 cộng số điện thoại ạ. Sốc nhưng em mặc là mã bao nhiêu thì nó lấy chị cái. Gió 54 cho em màu xanh kết này. Gió 54 cho em ạ, tông màu đỏ này. Gió 54 cho em ạ, màu hồng các bác ơi ạ. Gió 54 cho em màu cam này. Và gió 54 cho em ạ, tông màu vàng. Tất cả em có 5 màu nhá. 249.000 đồng một áo. 40 cân đến 65 cân ạ, ngày mai rét rồi các chị ơi ạ. Cái áo gió này lót lông cho em với. Lót lông cho em, các chị yên tâm luôn là hàng chất lượng. Thực sự luôn ạ, hàng quá chất lượng luôn. Bảo vì sao mà em bán các chị không biết bao nhiêu nghìn áo rồi mà các chị vẫn thích mã này ạ. Để chị nào nhận được áo gió 54 nhà em rồi ạ, cho em xin lượt chia sẻ. 53 mấy 57 mặc size L cho em được, chị Hiếu Nguyễn nhá, mặc size L được. Còn bộ kéo khóa, thể thao kéo khóa không em còn chị ơi. Thôi tao có khóa em còn. Tối qua đặt tháng xong cái gọi đơn hàng hôm qua, tối hôm qua nhà em chưa chốt xong chị ạ. Lên mã hàng cho là gió 54 nhá. Dưới 65 cân. Chị là tôi để nhận được hàng cho em. Chị bảo nhận được hàng rồi của shop rồi, đẹp và rẻ.
Chiều nay chị mới nhận được hàng à? Em báo được 18 phát chiều nay. À, nhận được hàng rồi đúng không? Rồi ok. Taka cho em xem mà tí em lên. Giờ 24 cho chị chưa em ơi. Nếu mà nhà em cứ gọi điện chốt đơn mà xin địa chỉ là em gửi hàng rồi nhá. Áo này các chị comment cho em là gió 54 màu xanh. Đấy chị ạ, gió 54 màu xanh ạ. Gió 54 cho em có màu cam với màu đỏ này. Màu hồng, màu vàng ạ, màu xanh kép. Đấy, 5 màu cho em ạ. Hôm nay nhận được gió 54 đẹp lắm, em thề luôn ạ. Em bán áo gió này không biết bao nhiêu áo rồi mà khách hàng vẫn cứ thích. Đấy, mua một cái, hai cái rồi lại muốn mua đủ màu luôn ý. Xong các chị giới thiệu cho nhau. Đấy, các chị nào các chị đã nhận được áo gió 54 rồi cứ gọi là phảo feedback thoải mái cho em. Đấy, nó lông kiều nhá các chiêu nhá. Thị trường mà các chị trên 300.000. Em bảo thật, nếu mà giá lẻ các chị đang bán trên 300.000 ấy, em tặng các chị có 249.000 đồng một áo thôi. Các chị nhìn cho em ạ, vừa nhẹ vừa đẹp lại vừa ấm luôn. Bên trong lót lông cho em với ạ. Bên trong lót lông toàn bộ của loại hàng công ty. Nhận được áo gió 54 rồi đẹp lắm, cảm ơn chị yêu. Đấy chị ạ, Đỗ Hải đang có ạ, Loan Phạm ạ, Thanh Hoàng có đơn hàng ạ. Lên đúng mã hàng cộng số điện thoại cho em là các bác mình chốt đơn. Em lên thử màu hồng này. Hồng em nó là hồng đậm cơ, cầm quần áo nó nặng tay đã đời luôn ạ. Đấy, bo gấu chị là chị nào cũng mặc được ạ, chị nhận rồi đẹp, cảm ơn chị luôn. Tắc ca em có chị ơi, chị Hằng Nguyễn ok. Mua hàng là chị khó quá, không có gì khó chị ạ, chị cứ lên đơn cộng số điện thoại cho em là mình chốt đơn thôi. Đấy, trừ khi là các chị không nghe máy hoặc các chị comment sai số thì mình mới không được chốt đơn thôi ạ. Thế thì em gọi chốt hết. Quỳnh Mai Vũ ạ, rồi Thúy Nguyễn có ạ. Chị nếu mà chưa được chốt thì các chị liên lại số điện thoại cho em với. Chị Nga Hoàng ạ, Phan Thủy có. Ủa, hôm nay các chị vẫn bắn gió 54 kinh khủng quá. Đưa cho em xin cái túi nguyên hãng của nó với. Giá này thì em hứa luôn là giá này em chạy số lượng đấy. Thì các chị được mua giá này. Giá là đặt trực tiếp luôn. Để cho em đặt thẳng luôn chứ không qua trung gian. Các chị nhá, cho nên các chị được mua giá đẹp nhất luôn ạ, kể khách lẻ khách sỉ. Chị Phan 7 rồi chốt đơn ạ, chị Nguyễn Huệ có đơn hàng. Đây là các chị nhìn cho em ạ, tông màu hồng các chị này. Tông màu hồng ạ, cộng số điện thoại ạ, chị Nguyễn Hương Nguyễn ạ, chị Nguyễn Huệ có, Nguyễn Thùy ạ, Phan 7 có đơn ạ. Toàn bộ của nó là hàng độc quyền. Nếu như ngoại trường có nhá, các chị không mua dưới 300 đâu. Nó phải rơi khoảng tầm là 330 đến 350. Được chưa ạ? Nhà em đặt trực tiếp tại công ty luôn. Cho nên là chị em mình được mua giá rẻ, em thề luôn các chị đi nhập xỉ giá cao hơn giá em bán lẻ các chị. Nếu mà nhập xỉ số lượng ít. Các chị nhìn hàng này, toàn bộ hàng của nó hàng hãng. Ok chị ạ, gió 54 ạ, cộng số điện thoại cho em. 249.000 ạ. Được chưa ạ? 249.000 đồng một áo ạ, lên đơn hàng cộng số điện thoại. Ok chưa? Đây màu hồng cho em này, hồng của em sẽ là hồng đậm nhá. Chị Nhung Lê ạ, Hiên Nguyễn có đơn ạ. Đây màu đỏ này, đỏ của em sẽ là đỏ đậm. Được chưa ạ? Đỏ nó sẽ là đỏ đậm cho em với ạ. À, quan trọng là cái mũ này các chị không thích các chị tháo là được. Để chặn toàn bộ của nó là hàng tháo mũ 47 cân, chị mặc size M rồi chị ạ. Chị mặc size M thôi. Chị ơi, em nói thật chị Viễn Dinh này, Viễn Dinh nhá. Nếu như ấy, em không bán rẻ thì không bao giờ em bán được vài nghìn cái. Được chưa ạ? Còn nếu như chị cảm thấy nhà em bán đắt ấy, chị có thể không mua nhà em. Đúng không ạ? Em có bắt chị mua đâu, tiền vẫn ở trong túi chị. Hàng vẫn đang ở nhà em. Chị em không lấy tay em móc tiền ở trong túi chị ra được. Cho nên là chị đừng bảo là 250.000 còn rẻ gì nữa. Đấy. Chị không mua nhà em ạ, chị ra mua chỗ khác mua. Chị em không bắt chị mua hàng nhà em đâu. Em không bắt chị mua hàng nhà em đâu. Mình cảm thấy đắt thì mình đi chỗ khác mua thôi. Mình không mặc được thì mình đừng bảo đặt. Đúng không ạ? Tiền vẫn trong túi chị cơ mà. Nếu như mình thấy đắt mà mình vẫn mua thì là mình ngu đấy. Đúng không ạ? Ôi, chuyện gọi là muôn thuở đúng không ạ? Chuyện muôn thuở thôi ạ, em bỏ qua luôn nhá. Em bỏ qua luôn, để cho em bán hàng. Các chị nhìn hàng này. Em còn bán được vài nghìn áo, em thề luôn, em nói điêu em là con chó. Để cho vài nghìn áo đối với em là gọi là chuyện bình thường. Để một lên một mã hàng này. Cứ mỗi lần em về vài trăm áo, bán hết veo luôn, ngày hôm sau lại về bù hàng. Tại vì khách sỉ nhân đóng nhiều, khách sỉ là người gọi là hay nhập hàng ạ. À. Các chị biết thừa với giá cả từng chỗ rồi. Nếu như chỗ khác ạ, à, bán rẻ hơn em thì không bao giờ người ta lại đến nhà em người ta đóng sỉ, lấy buôn, đúng không ạ? Mà chị đi mua, không biết là chị mua hàng em bao giờ chưa, chị bảo là 250 có gì là rẻ đúng không? Như thế là chị hơi bị kém đấy, hơi bị kém đấy. Chị đã mua chưa mà chị biết hàng đẹp hay không? Chị có thể nhìn qua như là hình thức như này, nhưng mà nó sẽ có loại rẻ hơn tại vì nó là hàng xưởng, hàng gia công. Nhưng mà hàng em các chị nhìn này,
toàn bộ nó sẽ check code mã vạch cho em. Đấy chị ạ, form dưới 65 cân thôi chị ạ. Đều có size số này, đấy chị ạ, đều có size số này, tag mác xịn sò luôn. Đấy, đều có size chứ hàng em không phải là hàng một size. Ok chưa ạ? Gió 54 cho em cộng số điện thoại ạ. Rồi cứ phốt em thoải mái đi, em bán đắt phốt em thoải mái. Đấy, khách hàng đã mua một cái rồi ạ, lại còn muốn mua 3-4 cái chứ. Chứ không phải là mua một cái về xong chạy mất dép đâu chị ạ. Các chị nhìn cho em màu này, đưa cho em màu vàng vậy. Đưa cho em con màu vàng vậy. Đây. Rồi ôi, chị ơi, đắt nhưng mà khách vẫn thích mua nhà em, thế mới buồn cười chứ chị. 249 chứ không phải 245. 249.000. Các chị nhìn cho em hàng lót lông này. Rồi ôi, các chị này. Màu vàng. Mũ tháo rời được. Được chưa? Mũ các chị tháo ra được cho em ạ. Lên đơn hàng cộng số điện thoại ạ. Không, em không để ý chị ạ. Tại vì thứ nhất ý, có thể là người ta cũng là người bán hàng. Người ta thấy em bán được thì người ta vào, người ta gọi là sân si. Đúng không ạ? Vào sân si. Đấy. Nhưng mà em thấy luôn ạ, chị càng nói thế khách hàng em lại càng mua nhiều ý cơ. Có cho xem hàng thoải mái. Để chị ạ, có cho xem hàng thoải mái luôn ạ. Em làm lại chân mày đâu, vẫn thế chị ơi. Lông mày em vẫn thế mà, em có làm lại đâu. Làm gì có thời gian mà đi làm lại, chỉnh sửa giữa suốt ngày ở trong nhà. Chả đi đâu. Đấy chị ạ, dịch giã này ạ, suốt ngày ở trong nhà. Nếu mà không bán hàng là em tự kỷ đấy. Đúng rồi, có loại rẻ hơn đấy. Em thấy luôn là có loại rẻ hơn. Nhưng mà các chị nhận hàng rồi, các chị biết. Các chị phải sờ chất ạ, mua hai loại, một loại rẻ, một loại đắt ý, các chị mới biết được. Chứ còn nhìn trên like thì nhà nào gọi là cái mẫu nó lên like nó cũng gần hệt giống nhau. Nhưng mà quan trọng là cái chất lượng ấy. Đấy, nếu như hàng nào mà em cảm thấy là chất hay khách hàng không thích ý, và giá cao thì em sẽ không nhập hàng nữa, em chỉ nhập đúng một lần thôi. Nhưng áo này các chị này, ít khi có một mã hàng nào em cứ nhập đi nhập về. Trừ khi là mã nào khách hàng vẫn thích, khách hàng vẫn muốn mua nữa, thì nhà em mới nhập về số lượng nhiều. Được chưa ạ? Chị Ngọc Tú em cảm ơn nhá, chị Phương Thị Huyền em cảm ơn chị nói cho khách hàng hiểu thôi, chứ còn những người không hiểu như thế thì giải thích khó lắm. Giải thích khó lắm ạ. Đấy chị ạ, gió 54 cho em ạ, lên đơn hàng cộng số điện thoại cho em màu vàng ạ. Có cái tông màu cam nó cũng đẹp chị ơi, màu cam đi. Màu cam, nhà mình gần hết màu cam rồi, cam nhà em là cam đậm nhá. Cam đậm hơn màu trên like, đấy chị ạ, đậm hơn tông màu trên like ạ. Không tin các chị cứ mua thử, về các chị nhận hàng, đấy chị ạ, các chị bóc hàng, các chị xem hàng trước thanh toán cho em. Xem có đúng như em loan quảng cáo không, hệ lên like nói phết. Đấy chị ạ, không phải lên này nói điêu. Chị Trinh Phạm rồi ạ, ngày nào cũng xem mặc dù không có tiền mua rồi. Em cảm ơn chị, các chị xem em là em đã gọi là em vui lắm rồi chị ạ. Chia sẻ like cho em với động viên. Đấy chị ạ, đấy tinh thần ấy. Rồi, cảm ơn chị Ngọc Ngọc nhá. Áo này là 249 chị ơi, dưới 65 cân đổ về em chốt. Ok chị ạ, dưới 65 cân đổ về em chốt. Đơn đây là màu cam các chị này. Màu cam, đây chị tháo em cái mũ ra cả. Cho các chị xem lúc mà khi mà tháo mũ ra. Lấy cái áo người nơi ra lấy cho chị cái áo gió mà của nó không lót lông rồi. Xem còn mã nào bán nốt nào. Đây, tháo ngược rồi. Chị tháo mẹ ngược ra rồi. Đây là em tháo mũ ra đây các chị này. Đấy chị ạ, gió lót lông ạ, mã 54 cho em nhé. Các chị coi là gió 54 ạ, kèm theo số điện thoại. Cái chữ nhà em là chữ theo. Đấy chạy, cái loại rẻ hơn thứ nhất là nó là một thường là hay là chữ dán hoặc là chữ in mà thôi, các chị giặt nó sẽ bị vỡ những cái chữ này ra. Thế chữ như em là chữ thêu này các chị này, những cái chữ giặt thoải mái nó không bị vỡ. Đấy chạy, nó không bị bong chữ đó, vừa đẹp vừa rẻ. Nói chung là chị nào mà sành mua, các chị mua nhà em rồi các chị biết. Và so với giá thị trường, nếu như em mà đắt thì không bao giờ là lượng khách xem nhiều này là thứ nhất này, với lại khách mua nhiều thứ hai. Đấy chị ạ, chị Nguyễn Linh rồi, ok ạ. Lên đơn hàng cộng số điện thoại cho em ạ. Gió 54, đấy chị ạ, gió 54. Em vẫn gọi là em vẫn bán bình thường ạ. Không vì một lời nói mà em gọi là em không bán hàng hay là em dừng like em nghỉ luôn. Em vẫn bán hàng bình thường, thậm chí là còn đông khách vào xem like của em và đông khách mua cơ. Đấy chị càng nói thế, khách hàng em vẫn mua đều đều chị ạ. Gió 4 đâu? Gió 4 là... À ừ, đưa chị. Em bán đa số là hàng công ty, để chạm vào hàng Quảng Châu chứ em không bán hàng gia công. Hàng gia công cái chất nó nhiều khi cái đường kim mũi chỉ của nó xấu chị ạ. Nó xấu lắm, nó gia công là nhìn các chị nhìn kỹ những cái chỉ của nó may còn may thừa cơ ấy, may lỗi may thừa rất là nhiều luôn ấy. À đẹp quá mà Sài Gòn không mặc được, thế chị lấy cái hàng gió mà không lót lông ấy. Quên, quần nhung lót lông à? Quần nhung lót lông nhà em chưa có hàng chị ạ, chưa nhập được hàng ấy.
L, XL, hay đủ size, đủ đây màu. Này, có được về cái màu này các chị này. Mã này các chị comment là do mấy? Do 4. Do 4 nhá. Do 4 cộng số điện thoại ạ. À, lên vách dạ đi à. Lên vách kẻ dạ ở ở kia. Chị ơi, cái vách kẻ dạ ở trong góc nhà hôm nay em thấy ở chỗ cái ổ điện nhỉ? Cái ổ điện có không? Cho em một cái này ạ. Chị ơi, comment cho em xin mã hàng với nhá. Em xin mã hàng với số điện thoại với. Đấy, nhân viên nó nhắn tin trong nhóm nó bảo chị Loan ơi, hôm nay lên sương sương thôi. Chị lên nhiều quá em không chốt kịp. Lúc nào nhân viên trước khi like nó cũng kiểu nó trêu em, nó bảo là chị ơi hôm nay lên nhẹ nhàng thôi nhá. Chị cứ vui mồm, hôm sau bọn em lại nhọn mồm. Mã này là mã gì chị? Do 4 đúng không? Có size L, 1XL là 2XL đấy. Hôm nay em soạn hàng là có đủ size. Từ size L đến 2XL. Rồi đến 2XL tương đương M, L, XL. Rồi ạ, à, từ size L đến 2XL luôn. Hàng này không lót lông nhá các chị nhá. Lên áo len ạ, à, tí em vào kho len em bán cho các chị luôn. Bây giờ em lên những cái mã mà áo gió, áo phao rồi các kiểu ở bên ngoài này đã. Màu này em gọi là màu khoai môn nhá, màu tím khoai môn. Cái hàng này các chị miền Nam cũng mặc được nhá. Miền Nam mặc được tại vì là cái hàng này không lót lông kia em ạ. Lên đơn hàng kia là gió 4 ạ. Gió 4 cộng số điện thoại ạ. Em đang có tông màu cam đất này các chị này. Tông màu này em gọi có màu cam đất nhá. Tông màu thứ hai là tông màu đen. Tất cả nhà em là hàng thêu ạ. Chưa về đâu chị Đỗ Hằng ơi. Đúng rồi ạ, thuận mua vừa bán đúng chuẩn luôn chị ơi, tiền nào của đấy. Ok chị ạ, gió 4 cách số điện thoại cho em tông màu đen này. Gió 4 cho em ạ, tông màu này em gọi là tông màu tím khoai môn nhá chị nhá, tím khoai môn này. Và tông màu cam đất ạ. Này, kể cả không lót lông nhá các chị nhá, nhưng mà cái hàng nó rất là đanh chất luôn ạ, hàng công ty cho em. Ok chị ạ, toàn bộ hàng công ty các chị nhìn cho em từ cái khóa của nó này. Từ cái khóa của nó đi cho em với ạ. Lên đơn hàng cộng số điện thoại cho em ạ. 215.000 đồng một áo. Để chị ạ, 215.000 đồng phong các chị tầm 63 cân đổ về. Để chị ạ, phong các chị nhà mình tầm 63 cân đổ về ạ. Áo lót lông là 249.000 chị Nguyễn Thị Hồng Thắm nhá. Hôm qua nhận của Nhung nhà Loan rồi, vừa đẹp quá vừa luôn ạ. Em cảm ơn chị ạ. Chị Lý Dũng chốt đơn hàng ạ. Chị Viết Hải có đơn ạ. Lên cho là gió 4 cộng số điện thoại. Mũ này tháo được cho em chị ơi. Mũ này tháo được ạ. Chị em cân chị Thúy Hạnh nhá. Em cảm ơn chị ạ. Gió 4 các chị này. Lại cái các chị đội mũ này lên cho em. Chị nào đi xe máy. Trời ơi các chị ơi, nhìn hàng này. Nhìn cho em cái màu này. Để chạm gió 4 chữ theo cho em nhá. Chữ là chữ theo cho em ạ. Gió 4 cách số điện thoại cho em ạ. 215.000. Ok chị ạ, 215.000 đồng ạ. Các chị yêu mình lên đơn hàng cộng số điện thoại ạ. Màu này là màu khoai môn này. Tím khoai môn. Áo len, chị ơi đợi em một tí nhá. Tí em lên áo len sau ạ. Tí em lại vào kho em bán lẻ chứ. Các chị như mọi khi, như tối hôm qua ấy. Đấy, 12:30 các chị vẫn bảo em ơi lên tiếp đi, mà lúc đấy em đuối quá rồi em không lên được nữa. Em màu cam đất cho em này. Chị Đặng Khánh Phương nhắn tin không để chị trả lời. Ôi dồi ôi, nhà em không zip được hết tin nhắn chị ơi. Trang cá nhân á? Ui em không thời gian luôn, ý, bận quá chị ạ. Mấy ngày hôm nay em bận quá. Đây ạ, đây là tông màu cam đất ạ. Tông màu cam đất cho em này. Về nhớ ạ, kiểm tra chất lượng này. Đằng sau của nó toàn bộ là theo hết. Đấy chị ạ. Hình lá của nó theo cho em này, chữ theo này. Và cái phần tay của nó cũng là chữ theo cho em. Các chị nhìn cho em cái túi của nó này. Ok chưa ạ, nhìn cho em cái túi này. Thực sự luôn, nó quá chất lượng luôn ạ. Toàn bộ của nó hàng chuẩn xịn luôn nhá. 215.000 ạ, phải không nhỉ? 215.000 ạ. Lên đơn hàng cộng số điện thoại ạ. Cảm ơn chị Lê Trường nha. Chị Hồng Hường chốt ạ. Em không đọc tên hết các chị được thì các chị ưng mã nào các chị cứ lên số điện thoại ạ. Lúc nữa lên áo len đấy. Ngày mai báo không khí lạnh rồi là hôm nay các chị đi nhau hỏi áo len. Ngày mai rét đậm đấy các chị yêu nhá, rét sâu rét đậm đấy. Đây màu cam đất cho em này và tông màu đen. Các chị yêu lên mã hàng cộng số điện thoại ạ. Để chị lên mã hàng cho em một cộng số điện thoại ạ. Mấy lần mà chả mua mấy lần mà không được chốt à? Chả được chốt là chị Hoàng Thị Tình ơi, hôm nay đặt lại cho em số điện thoại với ạ. Ngày mai em sẽ báo nhân viên lưu ý hơn nhá. À không dồn đơn được á. Chị Lương Thị Hiền rồi chốt đơn ạ. Chị Nguyễn Thùy em đấy chị nhá. Ừ mã nào các bác cứ cho em số điện thoại đi, comment ở trên like chị này. Chị Phương Dương ạ, bác nào mà xem lại like các chị vui lòng ạ, chụp lại màn hình nhá và nhắn tin qua Messenger ấy thì các bạn nhân viên em sẽ check tin nhắn ạ, giải quyết cho các chị luôn ở trên tin nhắn nhá. Chị Yến Nhi ạ, chị Hà Hiên và khách hàng nào có vấn đề thắc mắc về giải quyết đơn hàng ấy, xử lý đơn hàng đơn đổi này, được chưa ạ? Đơn hàng mà nhầm lẫn này thì các chị cứ để lại số điện thoại cho bên nhà em, hoặc là các chị trực tiếp gọi vào số hotline hoặc là gọi vào số cửa của em ấy, em sẽ giải quyết luôn cho các chị ạ. G13 chưa có hàng chị ơi. Khổ, tối nào khách hàng hỏi mã G13. Em ơi, khách hàng còn cọc tiền trước còn không có hàng thế này. Không về được hàng, cái mã đấy hàng đặt đấy. Đây màu đen, đen của nó sẽ pha đỏ như này nhỉ. Chữ NI này, tất cả của là hàng theo. Hàng theo của nó sẽ kỳ công hơn đấy. Hàng theo sẽ kỳ công hơn.
Đọc cho em xin cái mã quần sóc này với. Sóc em chọn cho chị toàn hàng loại 1 luôn này. Để chạm toàn hàng quần sóc loại 1 luôn ạ. Sóc này sóc nhung. Mã này các chị comment là sóc 928. Để chạm sóc 928 cậu số điện thoại cho em ạ. À, lên áo lót lông tiếp đi á. Còn mấy, còn ít hàng lót lông hàng Quảng Châu ấy chị ơi. Có da vip, áo da vip có hàng không? Da vip, da vip là cái nào đấy? À, em bảo nhà mình còn một ít dạng di lê đúng không? Dạng di lê ấy. Ngày mai cho các chị xem là có cái size nào các chị chốt luôn nhá. Các chị nhìn quần sóc này. Đấy chứ ạ, toàn bộ của nó là hàng loại 1. Chắc nó rất là dày luôn. Và thị trường đang bán các chị trên 300. Đấy chứ ạ, thị trường đang bán các chị trên 300 nghìn ạ. Chị ơi, kiểm tra của em xem nhà mình còn size gì với. Đây là size 28 này. Em mặc size 27 đấy. 27, 28, 29 đấy phải. Rồi các chị comment là giò 4. Mã này các chị comment là sóc 928 ạ. 200. Hả? Còn size 28, 29 á. Em mặc size 27 này. Nói chung là bây giờ còn size các chị tầm khoảng 55 cân đến tầm 60 cân. 55 cân đến 60 cân đổ với em chốt đơn ạ. 239 nghìn đồng một quần. Ok chị ạ, 239 nghìn đồng các chị lên đơn hàng cho em cộng số điện thoại ạ. Hàng Quảng Châu các chị yêu nhá. Hàng này nó các chị ơi, cái nhung của nó rất là mềm. Nó không bị là các chị mà ngồi các chị mặc nó không bị, nó bị pha cái quyết ra luôn này. Đấy, không mẫu này không có màu nâu chị ạ. Em chỉ còn màu đen thôi. Lên vét kẻ đi ạ, vét kẻ kia chị ơi. Vét kẻ kia để em xem còn size gì với. Sóc 928 em ơi. Sóc 928 ạ. Cho khách số điện của Loan đi à. Hai số đầu tiên ở trên cái trang page của em ấy. Mặc nốt màu đen đi á. Màu đen của cái nào chị? Đây là hai màu này đều là màu đen này chị. Đấy, nó chỉ còn sót màu đen thì thôi. Sóc 928 cho em với ạ. Chị Trung Nguyễn comment cho em xin cái mã. Xin mã hàng là gì ạ? Do 4 chị nhá. Xanh than, em không biết là có hàng về chưa. Chị ơi đưa cho em cái gió lót lông hàng Quảng Châu với. Còn bao nhiêu cái bán nốt đấy chị ơi. Lạnh lạnh các chị mặc cái hàng lót lông ấy. Mặc có sướng. Ở gần không chị ơi, đợt này dịch hơi căng thẳng cho nên là em sẽ không bán lẻ đâu. Các chị vui lòng đặt trên like của em nhé, không đến cửa hàng lấy nhá. Các chị biết là chỗ em nó căng như dây đàn thế này mà các chị, em đóng cửa em không bán lẻ đâu chị ơi. Em chỉ bán like thôi. Đấy, các bác thông cảm cho em, lúc nào mà hết dịch thì các chị có nhà em mở cửa hàng bán lẻ ở ngoài mặt đường ấy, các chị lấy, các chị qua đến lấy thoải mái. Cho nên là không biết là chị ở đâu. Nhưng mà thôi ạ, dịch dã này chị em mình cũng gọi là cho em xin kéo ấy. Thông cảm cho nhau thôi. Em muốn bán lắm nhưng mà sợ dịch lắm chị ạ. Đấy, lơ ngớ lại vú F0 lại chết đòn này. Đây các bác ơi, hàng lót lông này, hàng Quảng Châu cho em này. Đấy chứ ạ, em cũng xả luôn các chị 250.000 một áo các chị nhá, 250. Ok chứ ạ, nó có các mẫu các bác nhá. Nó có các mẫu, như mẫu này của nó là mẫu lẻ. Đấy chứ ạ, mẫu lẻ cho em, chất này của nó là dòng chất kaki ướt ạ. Lên hàng xem là gì nhỉ, mã bao nhiêu? Không, có hai mã lót lông. Mã này các chị comment cho em là gió Quảng Châu ấy nhỉ. Rồi H14 nhé chị yêu nhé. H14 cộng số điện thoại ạ. H14 cộng số điện thoại cho em. Các chị nhìn này. Bên trong lót lông của nó sẽ trần trám. Nhưng các chị giặt nó không bị là bị xô với lông này luôn ạ. Nhà em không free ship đâu chị gái ạ. Nhà em tất cả phí ship đồng giá là 30.000 đồng một đơn các chị nhá. Tại vì là tiền ship này thì bên vận chuyển người ta thu ấy, nên em gọi là thu hộ thôi. Còn về khi mà về nhà em lấy, khi mà lấy tiền cốt ấy, tiền COD ấy, thì nhà em sẽ phải trả tiền cước lại cho cái nhân viên vận chuyển ấy, cho cái bên chuyển phát ấy. Còn nhà em ví dụ cái áo này 250 nhà em chỉ biết thu về 250 thôi. 30.000 thì ship đấy là bên chuyển phát người ta thu chị ạ. Đây là Bắc Ca đi em à. Bắc Ca ở chỗ nào chị ơi? Năm lẻ sai lẻ mẫu à? Nhà em không bán đồ nam, nhà em chỉ chuyên đồ nữ thôi ạ. Sau 928, bây giờ cho em xin một mã quần sóc nữa, nó sẽ có số lượng một chút đi. Đây các chị này, gió Quảng Châu hiện tại thì em đang còn tầm khoảng là hơn chục cái thôi. Được chưa ạ, còn tầm hơn chục cái nó lẻ mẫu ạ. Không, em chốt đâu các chị tầm khoảng là 58 cân đổ về. Được chưa ạ, 58 cân đổ về, em đang có tông màu vàng các chị này. Tông màu vàng này, tông màu đen, tông màu hồng với tông màu đỏ và tông màu cam nữa. Vàng, đen, hồng, đỏ, cam ạ.
chị ơi, cứ đúng mã kia là đúng hàng chị ạ. Gió 54 nhé, em chỉ có một loại mã gió 54 thôi, đó là hàng lót lông chị nhá. Còn mã này các chị ơi, nó là hàng Quảng Châu. Em tặng luôn các chị mã này là H14 ạ. H14 ạ, lên đơn hàng cộng số điện thoại cho em. Đây là tông màu cam các chị này. Màu cam gọi là màu cam đào ấy. Màu cam đào các chị comment cho em ạ, xin mã hàng cộng số điện thoại ạ. Mã này H14 chị ơi. Đấy chứ ạ, H14 ạ, cộng theo số điện thoại cho em là các bác mình chốt đơn ạ, đẹp gọi là mê mẩn luôn. Form em còn xa các chị tầm 58 cân đổ về nhá các chị nhá, 58 cân đổ về chốt đơn ạ. Gile len, nhà em không bán gile len chị Phương Phương ơi. Nhà các em có gile dạ chị ạ, dạ gile ấy, dạ kẻ gile. Bây giờ thì dạ kẻ gile chị cho em xin một cái áo mã giữ nhiệt đen ý. Để em mặc cái dạ gile bên ngoài. Rồi ạ, màu vàng này, có thể là có các kiểu khác nhau các chị nhá. Chị nào được kiểu nào thì lấy kiểu đấy, các chị chọn màu ạ, không chọn kiểu. Chọn màu không chọn kiểu cho em ạ, H14, chất này chất ca kỹ ướt cho em này. Đây trong màu hồng đây ạ. Trong màu hồng ạ, bộ đồ đằng sau rồi, đợi em chị một tí chị ơi. Lên mã hàng ạ, kèm theo số điện thoại cho em các bác mình chốt đơn ạ. Em tặng các chị luôn ngày hôm nay là 249.000, được chưa ạ, 249.000 đồng luôn ạ, các chị mua ngoài 380. Các chị mua ngoài 380.000, em tặng các chị luôn 249 ạ, lẻ mẫu lẻ size. Được chưa ạ, nó lẻ mẫu lẻ size, các chị nhìn cho em ạ, tông màu hồng này, chất kaki ướt cho em nhé. Lót lông ạ, nó trần trám bên trong như này. Được chưa ạ, lót lông trần trám luôn ạ, 249 này. Kèm số điện thoại màu đen, thì hiện còn sót 1-2 chiếc màu đen. Sót 1-2 em màu đen thôi. Việc nó sẽ có 2-3 kiểu khác nhau nhé, em nói luôn trên like là chị nào được kiểu nào thì các chị mình lấy kiểu đấy cho em. Được chưa ạ, được kiểu nào lấy kiểu đấy cho em ạ. H14 ạ, cách số điện thoại ạ. Áo phao lông vũ à? Đấy, con mẫu. Chị lấy cái gì? Cái này có hàng không? Có. Còn nhiều không? Còn vừa một thùng. Còn một thùng à? Thùng ok. Chân cây thường. Ôi em tưởng hết hàng rồi chứ. Cái cây lai rồi, cái thùng nhỏ. Ôi thế à? Ôi mày thế, đang lười nhập cái này vì đợt này cước cao quá. Ôi bị sót một thùng đúng không? Sót một thùng nó tầm khoảng 100 cái. Ừ. Một thùng nó còn tầm khoảng 100 cái. Còn nâu đen đúng không? Ok. Đây các chị này, mũ của hàng Quảng Châu nó sẽ là mũ liền chị ạ, mũ liền. Mi diễm em thấy chị, sao thế? Nhiệt 820 ạ. Em ơi, em tưởng mã này hết, em không lên đấy. Nó còn sót một thùng nữa, nó còn tầm khoảng là 100 cái. 100 cái 3 màu như này, các chị nhá, 100 cái 3 màu ạ. Các chị comment cho em là nhiệt 820 ạ. Nhiệt 820 cộng số điện thoại ạ. Bây giờ mà mình lên len, mà mình lên cái mã lẻ kia thì mình mang chỗ ngồi thôi. Mai cho bọn nó ngồi ra ngoài sân. Hai cái mã của hôm qua đang chốt bên ngoài sân giải chiếu đang ờ, mã này không phải rồi. 818. Mã này là mã 818 rồi. 820 nó là cái mã như này mà. Chị xem này của em với. Nhầm rồi, nhầm rồi. Mã này là mã 818. Thế thì mã 818 còn mấy cái cũng cho các chị luôn mã này đi. 818 ở trong cái thùng kìa. Chị xem lại đi cái mã 820 kìa. Mã 818 không có mấy đâu. Từ từ nhá. Mã này là mã 818 đấy. Nó có đúng màu đen thôi. Chị bốc cả thùng đây cho em xem nào. Quyền bốc cho chị ít màu đen ra đây nào. 818 em còn tầm 20 chiếc màu đen các chị nhá. Em lên lại cái mã này đi. Các chị comment là nhiệt 818 cộng số điện thoại ạ. 145.000 đồng. Chị ạ, 145.000 đồng một áo. Các chị lên đơn hàng cộng số điện thoại cho em ạ. Form chốt các chị dưới 63 cân nhá. 820 á? 820 còn 2 màu còn thế cái thùng đấy là thùng gì đấy chị? 820 màu còn 6 cái. 820 còn màu gì? Màu nâu màu đen. Nâu bé chị đổ ở đây xem nào, xem lại đây nào. Tại vì em đặt màu đen nhiều hơn cơ mà. 818 còn bằng này. 818 còn tầm khoảng là bạn đấy là 820. Hình như lúc nãy nhìn thấy nó ở chỗ nào đây. 818 ở đây. Đây thì cái nó chỉ có màu đen thôi nhá. Còn đấy là mã 820. Nó đã để nhầm ở đây rồi. Rồi 818 cho em ạ, 145.000 các chị nhá. 145.000 đồng các chị lên đơn hàng cộng số điện thoại, tí phân lại mã em ơi, đừng vứt ra đấy. Vứt ra đấy ngày mai bọn kia nó không nhìn thấy đâu. 818 đang bán 818. Ừ đang bán 818. 818 là 145.000 đồng một áo các chị ơi, pack ca đi à.
Em chưa biết tóc cao nó để chỗ nào, nhân viên nó để chỗ nào luôn ấy, tí em lên nó lên nữa nhá. K4 là cái gì? K4 hôm nay không lên nữa, tại vì là đã lên một mã rồi thì hôm nay sẽ lên mã khác. Chị ơi không lên lại mã của hôm qua nữa, tại vì nhân viên nhà em ngày hôm qua chưa chốt đơn xong. Tiếp theo cái mã nhiệt 820, chị ơi xem còn một gì của em với. 820 còn 2 màu đâu. 820 còn 2 màu à? Không có đen đâu. Còn màu đây là mã 820 nhá. Để chạm các chị comment là mã này là mã nhiệt 820 ạ, cộng số điện thoại ạ. Em là còn màu nâu đậm này và màu này là màu xám. Nâu đậm với màu xám cho em hai màu cho em như này ạ. Mã hàng cho em là nhiệt 820 cộng số điện thoại ạ. À, đây. Mấy vậy chị thấy ở trong cái túi. Đây 818 còn một thùng có nguyên hai màu đấy chị. Tám một tám là 145, còn mã này là 155.000 này. Mã này là 155.000 đồng, các chị lên mã này cho em là thoải mái, các chị dưới 65 cân nhá. Mã này các chị comment là nhiệt 820 cộng số điện thoại ạ. Ok chị ạ, nhiệt 820 cộng số điện thoại cho em nó có màu nâu đậm này các chị này. Còn shop là màu nâu đậm đấy ạ, tông màu này là màu xám. Nâu đậm với màu xám, các chị comment mã này cho em là gì ạ? Nhiệt 820 cộng số điện thoại ạ. Dưới 65 cân đổi về các chị mình thoải mái. Đấy, tại vì áo nhiệt các chị em mình là mùa đông này kiểu gì cũng phải có rồi. Mặc bên trong rất là ấm luôn. Đấy chị ạ. Mặc bên trong rất là ấm luôn, các chị lên đơn mã hàng cộng số điện thoại ạ. Nhiệt 820 cách số điện thoại cho em ạ. 155.000. Thị trường đang bán 220 đúng không ạ? 201, 220, rẻ nhất là 190.000. Em tặng các chị luôn ạ, 155.000 đồng một áo ạ. Các chị lên đơn hàng cộng số điện thoại ạ. Mã này các chị comment là nhiệt 820 các chị yêu nhá. Các chị nhìn chất lên, à cái chất nhiệt cho em này, được chưa? Nhìn cho em cái dòng áo giữ nhiệt này, xịn sò luôn, được chưa? Nhiệt 820 cộng số điện thoại ạ, 155.000 đồng các chị mình lên đơn ạ. Ok chị ạ, 155.000 đồng các chị mình lên đơn hàng cho em với ạ. Ở đâu di lê đâu chị? Đây, đây là di lê. Đấy, di lê đấy. Di lê này em đang còn sót ít thôi nha các chị ơi, sót ít thôi. Đây bây giờ là còn bằng này cái à? Bây giờ em còn lẻ một ít di lê. Bây giờ là các chị chọn cho em size vừa. Còn là kiểu thì nhiễu ngẫu nhiên cho em nhá. Kiểu ngẫu nhiên. Tại vì em còn sót một cọc tầm khoảng là 10-15 cái thôi. 10-15 cái di, dạ di lê cho em ạ. Toàn bộ hàng Quảng Châu. Toàn bộ hàng Quảng Châu như này. Chắc là tầm 20 cái. 20 cái. Chị Hà Phương ạ. Thế là chị ơi chia sẻ like cho em nhá. Ơ chị ơi xin kéo nào. Chị có ba lá rồi chốt đơn ạ. Kéo trên chỗ bạn đó. Có ba lá lâu lắm rồi. Đây là dạ di lê, dạ kẻ dạ di lê cho em ạ. Thì các chị nhìn hàng này. À, quần kaki lắp lông á. Kaki lắp lông chưa có hàng chị ơi. Cứ gọi là đẹp nhức nách luôn. Ok chị ạ, cứ phải gọi là đẹp nhức nách luôn ạ. Hàng Quảng Châu cao cấp này. Các chị yêu lên cho em là mã gì? Các chị comment cho là dạ kẻ đi. Dạ kẻ cộng số điện thoại cho em. Tất cả đều là kẻ hết. Em sẽ có là màu nâu hoặc là màu ghi như chị không nhá. Hai màu nâu ghi nhưng mà nó sẽ có các kiểu kẻ khác nhau. Để chị ạ, các kiểu kẻ khác nhau luôn ạ. Đa số là em còn size nói chung là vẫn có MLXL. Nhưng mà nó còn ít thôi. Để chị ạ, nó còn ít thôi. Các chị nhìn cho em là này. Em ơi, dạ kẻ cho em với ạ, dạ kẻ cộng số điện thoại này. Cứ phải gọi là đẹp.
mê mẩn luôn ạ, hàng Quảng Châu cho em. Đấy, em mặc thử luôn các bác xem này. Mã này các chị mặc với lại bên trong áo đá với áo giữ nhiệt ý, những nhiệt gen ý, mặc cực thích luôn. Form chỗ đông các chị tầm khoảng là... Không, chị ơi, hàng này của nó là hàng di lê chị nhá, hàng di lê cho em ạ. Các chị có phải là dạ kể. Thôi xong, cái này bị chuột cắn rồi. Eo ơi, con chuột nhà mình nó dã man quá. Này, bỏ cái đấy ra nhá. Mệt thật đấy cơ, cái chuột bọ này. Ác ô nông thôn. Đây ạ, dạ kẻ từ từ em bao giá đã. Các chị mua ngoài trường cũng phải 700-800. Nó là hàng Quảng Châu, cái hàng này không phải hàng xưởng các chị nhá. Hàng Quảng Châu cho em ạ, dạ kẻ cộng số điện thoại này. Các chị chọn size vừa cho em ạ, không chọn kiểu nhá. Kiểu nó có tầm khoảng là 4-5 kiểu khác nhau đấy. 4-5 kiểu khác nhau em tặng luôn các chị này. Hàng 6-700 nghìn, bây giờ xả các chị luôn ạ, 279 nghìn. Ok chị ạ, 279 nghìn đồng một áo ạ. Các chị lên đơn cộng số điện thoại cho em. Form này cái size các chị tầm khoảng là 58-60 cân đổ về. Tùy chiều cao nhá, bình thường chốt đến 58 cân, nhưng người chị nào gọn gọn ấy, cao cao nếu mà có size XL các chị chốt. Còn là chốt các chị tầm khoảng 55 cân đổ lên ạ. 55 cân đổ lên cho đến tầm khoảng là 60 cân đổ về, à 45 cân, 45 cân đến tầm 60 cân đổ về chốt đơn hàng ạ. Dạ kẻ cộng số điện thoại ạ. Đấy em mặc, em hay để như này các chị này, nhìn trông rất là xinh luôn. Để chạy lên đơn hàng cho là dạ kẻ. Em đang có màu này là màu ghi cái chiêu nhá, màu này là màu ghi kẻ cho em này, và tông này là màu nâu. Để chạy kẻ nâu kẻ ghi ạ, 279 nghìn ạ, 279 nghìn đồng các bác mình chốt đơn ạ. Dạ kẻ à, gọi là chất lử lử lư luôn. Để chạy chất lử lử lư luôn các chị này. Dạ kẻ cộng theo số điện thoại cho em là các bác mình chốt đơn ạ. Áo giữ nhiệt là mẫu giữ nhiệt 820 chị ơi. Đấy, chọn size vừa, không chọn kiểu. Các chị có thể chọn cho em là cho chị một cái màu ghi hoặc cho chị một cái màu nâu. Còn size số thì bên em sẽ cân đối. Và kiểu thì nó có 2-3 kiểu khác nhau. Chị nào được kiểu nào thì mình hoan hỉ kiểu đấy ạ. Dưới 60 cân chốt đơn hàng ạ. Để chạm dưới 60 cân chốt đơn. Em bây giờ em tặng các chị rẻ hơn hàng Việt Nam đấy. Để chạm xả rẻ hơn hàng Việt Nam luôn. Các chị nhìn cho em ạ, nó dày luôn ạ. Đanh chất như này luôn ạ. Em tặng các chị luôn ạ, 279 nghìn ạ. Phải không? 279 nghìn. Ôi ôi, các chị ra ngoài các chị mua rẻ nhất cũng phải 550-600 nghìn. Được chưa? Rẻ nhất cũng phải 550-600 nghìn. Ai vào thanh lý đi. Đẹp quá này các chị ơi, nhìn trông rất là sang luôn. Rồi ạ, giá 54 chốt đơn ạ. Giữ nhiệt màu nâu là mã 820 chị ơi. Lên đơn hàng cộng số điện thoại. Đây nó có cả nhỏ, kẻ nhỏ này. Nó sẽ có cả kẻ nhỏ như này nhé các chị nhé. Đây, có cả kẻ nhỏ, có cả kẻ to. Đấy chứ ạ, cả kẻ nhỏ, cả kẻ to luôn. Các chị lên đơn hàng cho là dạ kẻ và kèm số điện thoại cho em. Xuất sắc luôn. 42 cân mặt hơi rộng chị ạ, 42 cân mặt hơi rộng. Các chị tầm 44-45 cân đổ lên. Đấy, các chị kiếm cho em này. Đẹp thế nhỉ, cái bờ này. Đẹp, đẹp, đẹp. Ôi. Được chưa ạ? Đây là kẻ nhỏ đấy chị ơi, kẻ nhỏ thì em còn sót là hai cái màu nâu ấy, chỉ có hai cái kẻ nâu với hai cái kẻ đen như này. Đấy. Kẻ đen như này cho em này. Dạ kẻ cộng số điện thoại cho em ạ, 279 nghìn. Chứ nhìn em đang mặc là 155 nghìn chị Bảo Ngọc ơi. Không không, cũng chưa có hàng dài tay chị ơi, con này là di lê em đang thanh lý nhá. Đấy chị ạ, hàng của nó hơn 600 nghìn, giờ tặng các chị luôn là 279 nghìn. 279 nghìn đồng một áo, các chị lên đơn hàng cho em ạ, cộng số điện thoại ạ. Nếu mà có XL thì 62 cân mặc được, còn nếu mà không có XL thì chị không mặc vừa đâu. Không mặc vừa 62 cân đâu chị ạ. Không vừa. Cùng lắm đến 60 cân thôi. Cùng lắm đến 60 cân đổ với em chốt đơn ạ. Giữ nhiệt em mặc là giữ nhiệt mã 820 là 155 nghìn chị ơi. 155 nghìn ạ. Các chị yêu lên mã hàng trên mà cộng số điện thoại cho em để chốt đơn ạ. Rồi đợi em tí em xả áo len. Các bác có bình tĩnh, em xả hết ở bên ngoài này đã. Gọn gọn bên ngoài này xong rồi tí em vào kho em xả len các chị. Len thì em đi gọi là các bác cứ thoải mái luôn. Đấy, thích chốt bao nhiêu cũng có. Còn dạng kẻ này số lượng ít các chị này. Chị nào được mình hoan hỉ nhá, tại vì là giá này thì em xả lỗ thực sự luôn đấy. Nhưng mà nó không còn số lượng nhiều ấy. Hôm nay ai chuyển lên đây cái này máy tính này. Sơn kìa.
mình tốt lắm. Chúng ta nguyện mình in chiếu cho mình. Rồi chị ơi, bỏ ra cho em vội. Cầm con nào dạ xuống đời chưa? Cái chạm dạ kẻ này, cộng số điện thoại ạ. Ok, chạm dạ kẻ cộng số điện thoại cho em ạ. Hàng Quảng Châu chất lượng như này. Cho các cái chốt đi. Đẹp lắm luôn ý. Rồi cho em xin một mã quần short nữa. À dạ dạ cái dạ tay dài đi, vét dạ cái hàng cao cấp đi. Còn bao nhiêu? Nó lại cái mã này. Nó là một mã này. Bây giờ không, nó là một mã này này. Màu nâu thì em còn XL thôi. Chị nào vừa XL các chị chốt mã này cho em. Các chị comment là dạ dạ kẻ cao cấp nhá các chị nhá. À comment là vét dạ cao cấp ạ. Vét dạ cao cấp cộng số điện thoại cho em. Còn nguyên XL các chị này. Hàng Quảng Châu cho em ạ. Vét dạ cao cấp cộng số điện thoại. Màu nâu thì em còn nguyên XL thôi. Chị nào có tầm khoảng 55 đến 60 cân các chị chốt đơn hàng ạ. 55 cân đến 60 cân các chị mình chốt đơn hàng. Các chị comment là vét dạ cao cấp cộng số điện thoại ạ. Ok chị ạ. Vét dạ cao cấp cộng số điện thoại cho em mã này. Nó chỉ còn size XL đấy chị nào, từ cứ từ 55 cân đến 60 cân các chị chốt đơn nhá. 815 là cái gì? 815 màu đen là cái gì nhỉ? Ôi chết rồi, em lắp ngược rồi. Chị tháo rồi, chị ấy lại em rồi. Dạ kẻ cao cấp cho em. Con này hôm trước lần đăng là 570 đúng không? Mà cái chị gì trên Hàm Yên chữ cãi 500 nghìn đúng không? 530, chị bảo là 500. Đấy. 500 chứ. Bạn trên live. Em nói trên live stream là em nhớ giá lắm các chị ạ. Vân Phùng. Đấy, các chị đang mua trên thị trường đang rơi khoảng mức giá là hơn 800 con này. Vét cao cấp mình đã mua rất ok, cảm ơn chị yêu. Cái này em xả lúc các chị này. 530.000. Ok chị ạ, các chị nghe rõ hộ em giá nhá. 530.000 đồng. Các chị comment là vét dạ cao cấp cộng số điện thoại. Đấy, 530.000 các chị ơi ạ. 55 cân đến tầm 60 cân đổ về em chốt đơn. Màu nâu cho em này. Các chị nhìn hàng này. Hàng này của nó là hàng Quảng Châu các chị nhá. Em còn 1, 2 này. 3 cái này. Em mặc là 3 này. Còn mấy cái chị? 3 cái này. 3 cái. Hoàng Phi còn tí nào không? Hết rồi, sạch rồi. Chục cái. Còn tầm chục cái đúng không? Còn tầm chục cái ạ. Lên đơn mã này cho em ạ. Lên mã này cho em là gì ạ? Vét dạ cao cấp cộng số điện thoại cho em ạ. 530.000. Ok chưa ạ? Rồi, bác nào mua áo này các bác biết là hôm trước các chị mua giá cao hơn. Và ngoại trừ các chị đã mua hơn 800.000 mẫu này. 52 cân, 52 cân em sợ rộng đấy. Mẫu này các chị tầm 53 cân đổ lên là mặc đẹp. 53 cân, 54 cân đổ lên là mặc được. Các chị yêu nhá. Lên mã hàng cộng số điện thoại cho em và vét dạ cao cấp các chị yêu ơi. Đến 58 cân là ok đấy. Đây, có cả màu đen nữa. Đấy chị ạ, có cả màu đen. Màu đen còn 2 cái hả chị? Màu đen còn 2 cái. Còn sớp 2 chiếc à? Màu đấy á. Ừ. Màu đen còn 5 cái. Nhưng mà còn size gì? Chị Nguyễn Nga, ngày mai em kiểm tra nhá. Nếu mà đơn đổi, nếu mà nhà em nhận được hàng, em sẽ gọi lại cho chị luôn. Cái gì chị? LXL. Đây. Mẫu này là ship 30.000 chị ơi. Ship toàn quốc đồng giá 30.000. Còn trong tỉnh Tuyên Quang là 20.000 chị nhá. Đây là màu nâu, còn đây là màu đen cho em này. Đây là kẻ đen nhá. Em mặc là kẻ nâu. Các chị comment cho em là vét dạ cao cấp và kèm số điện thoại. Đó, nó là tay dài cho em ạ. Tay của nó tay lừng lửng chị nhá. Tay lừng lửng cho em rất là xinh luôn ạ. Vét dạ cao cấp cho em ạ. 530.000. Các chị nhìn trên một con áo này. Đây là màu đen. Đấy chạ, đây là kẻ đen cho em ạ. Tất cả của nó kèm beo như này. Đấy chạ, kèm beo như này cho em ạ. LXL, cái màu đen là còn LXL, còn màu nâu này còn nguyên XL thôi ạ. 530.000 nốt các chị yêu nhá. 530. Áo bọc bên trong là đôi hôm qua nhà em đặt hàng chưa gọi chốt xong chị ạ. Chưa chốt xong đâu. Rồi ạ, qua mẫu chị này. Em lên áo len nhá. Đó. Được. Rồi anh bây giờ lên áo len luôn. Bây giờ lên áo len 15 mã. Đấy chị ạ, lên tầm khoảng 10-15 mã áo len nữa nhá. Đợi em một chút để em vào trong kia em ngồi em lai áo len cho máu luôn ạ. Không phải di chuyển nhiều. Lên Paka đi em ơi ạ.
Paka bây giờ chưa tìm được Paka nó ở chỗ nào đâu chị ơi. Chưa tìm được. Bách dạ, chị Phương Chi Lê rồi. Bật điện cho em cái nào. Cho em một chỗ để em ngồi đi. Ở trong đi nhỉ? Quên. Chị Nguyễn Hoa chạy đi đâu đây? Đoán. Ủi giời, Huyền đứng dậy đi xem cái gì đấy. Lên áo ra. Áo ra từ đã. Để em vào trong này em lay ít lên cho các chị đã. Tại vì là ở ngoài này thì chạy đi chạy lại mất thời gian, em ngồi luôn ở chỗ có nhiều len em like luôn nhá. Phao cao cấp để tí em lên sau chị ơi. Đi đâu đây? Đi chơi. Dạ. Chơi ngồi đây. Không, ngồi sáng không vậy à? Ngồi đây quay lại chẳng nhiều mà ha. Ừ, ngồi đâu, chỗ này, nào rộng rộng để em ngồi nào. Đây đây, đấy. Hay ngồi quay lại đi em. Ôi, thế đậy kìa. Chỗ này chắc là ngồi đấy được, đúng không? Được chưa? Ờ, sáng mà. Cái gì? Chứ không thì lại mất tiền, sao lại cái gì mất tiền? Ôi đấy, ngồi ngay chỗ đống áo đẹp đây này. Đấy, cuối được cái gì bán đấy? Đấy, đấy, xếp lên con lê chị ơi. Các chị nhìn rõ không? Rồi, ngồi đây bán được. Rồi, hôm nay... Không lê kịp à? Lại vào đây à? Đang săn hàng. Thôi, cái đây 52 cân là bạc được các chị ạ. Từ 50 cân đến 55 cân các chị bạc được vài size L nhá. Và từ 54 cân đổ lên đến tầm 60 cân đổ về các chị bạc được size XL. Len thổ em còn chị ơi. Len thổ thì nó lại ở chỗ bên kia bên kho khác không. Ở đây nó chỉ có len lông lấy lại len pha lê và len nhung thôi. Đâu? Mã nào nó có số lượng không chị? Mã nào có số lượng thì mình đi. Đây mở hàng đây các chị này, lấy con sao sao này chị ơi. Con sao sao hồng này. Đấy, chị còn một màu đúng không? Mã này còn một màu này, len lông nhá các chị nhá. Len cổ lông hôm nay có hàng chưa shop. Đây ạ, các chị nhìn này. Ý là đi ngủ đi chị ơi á. Dịch đến đít rồi, ngủ nghe cái gì chị? Còn bằng này con này, nhìn cho bạn nhá. Còn bằng này con. Vào đây đường đi đối lại khó không ngã sức mặt đây tưởng. Đây các bác ơi, lên mã này cho em là nhìn nhìn có sáng không? Có bị tối không nhỉ? À, tối em phải sợ ổ điện chỗ này đéo coi. Bộ á? Đây lên ít lên đã, các chị hỏi lên từ lúc nãy giờ rồi, em vào trong này em lai lên cho nó dễ. Mã này các chị comment cho em là gì nhỉ? H15 nhé chị nhá, lên lông. Len lông của mã hàng H15 cộng số điện thoại cho em ạ. Em tặng luôn ạ, 155.000 một áo. Ok chị ạ, 155.000 đồng các chị lên đơn hàng cộng số điện thoại cho em. Quần Becky có chị ơi, mã này là 155.000 các chị này. Form các chị tầm ở dưới 66 cân đổ về, 45-46 cân đổ lên ạ. 45-46 cân đến 66 cân đổ về chốt đơn hàng. Em biếu các chị luôn 155.000, mã này mẫu lẻ nhé chị nhá. Mẫu này là mẫu lẻ, các chị nhìn hàng này. Đấy chị ạ, mã này các chị nhìn hàng cho em ạ, len lông ạ, hàng cao cấp ạ, em tặng luôn các chị 155.000 đồng, các chị lên đơn hàng cộng số điện thoại cho em ạ. Cứ gọi là chất lử lử lư luôn. Đấy, em còn tầm chục cái của một màu hồng này cho em ạ, len lông. Lên đơn hàng cho là H15 ạ, cách số điện thoại ạ. H15 cách số điện thoại cho em các bác mình chốt đơn ạ, 155.000 đồng một áo ạ, lên đơn hàng cộng số điện thoại cho em ạ. Ơ cái bộ này là bộ gì đây? Đường 7 à? Đường 7 còn hàng không? Chị bảo về thế mà. Chị chưa về thêm đâu, nhưng mà đang không muốn về nữa ấy. Đang lẻ sai. Ừ. Rồi H15 ạ. Rồi các chị ơi em còn tầm khoảng là hơn 10 cái chị nhá. Còn tầm hơn 10 cái ạ. Bác nào chốt lên đơn hàng cho em mã này ạ. Cho em mặc gió năm tư quần 17. À chị bé Lương nhỉ. Đinh Thị Hà chốt đơn hàng ạ. H15 cho em ạ. H15 cộng số điện thoại ạ. Một mã len nhung chị ơi. Đây len nhung thì cái quạt này còn một màu hồng. Phải không? Hình cái quạt len nhung này còn nguyên màu hồng đúng không?
Đây ạ, cái này em còn ba tệp của len nhung các chị nhá, len nhung ấy các chị ơi ạ, xuống đời chưa? Được chưa? Len nhung cho em ạ, thêu cho em như này ạ, giá? 15 cái. Còn 15 cái. Còn 15 cái ạ. Em trả luôn ạ, H16. Em lên các chị tầm 10 mã len xong lại tí em lại lên áo phao với lại đồ bộ tiếp nhá các chị nhá. Tí lại lên phao đồ bộ tiếp. Đấy mã này các chị comment cho là H16 ạ. Này con ấy không còn mã tao ghi luôn nhá. H16 ạ, cộng số điện thoại cho em ạ. Để chị ạ, H16 len nhung các chị ơi, len nhung cho em này. Đã đời chưa ạ? H16 ạ, cộng số điện thoại ạ. 100 ạ. 59.000 đồng. Phê không các chị ạ? 159.000 đồng một áo len nhung như này. Các chị comment cho em là H16 các chị yêu nhá. Các chị nhìn chất len đã đời chưa? Các chị ơi, 45 cân ạ, đến tầm khoảng là 65 cân đổ về em chốt. 45 cân với 65 cân đổ về chốt đơn hàng ạ. H16 ạ, cách số điện thoại cho em. Chị Trần Mây rồi, ok chốt đơn ạ. Sài Gòn mặc á, Sài Gòn thì không mặc được áo len rồi đúng không? Mã này H16 ạ. Len mũ chưa về hàng các chị Liên Hoàng Bích ơi. H16 ạ, 100 ạ, 59.000. Đây em vào trong này là những cái mã nào lẻ lẻ để em xả lỗ luôn đấy. Đấy chứ ạ, len lông cho em ạ, H16 ạ, 159.000. 159.000 đồng ạ, chị Thủy Nguyễn có ạ, Ngọc Ánh có ạ, Huỳnh Hiểu Ngọc chốt đơn hàng ạ. Nay có lên áo đá không ạ? Áo đá nhà em còn lẻ quá chị ạ. Mỗi mẫu nó còn có vài cái thôi, mỗi mẫu còn vài cái, các chị nhìn áo len nhung này. Phê tít luôn ạ, 159.000 đồng một áo ạ. Lên đơn hàng cộng số điện thoại cho em. Để chạm các chị lên đơn hàng cộng số điện thoại cho em mã này mình chốt đơn ạ. Ơ em tưởng cái bộ này hết hàng rồi sao lại còn ở trong này nhỉ? Còn chứ nó là lẻ sao? Nó là lẻ. Lẻ đâu mà lẻ. Rồi ạ, chị Nguyễn Thúy chốt đơn dồn này, chị Ngọc Phan chốt đơn ạ, H16 cho em với ạ. 65 cân m66 mặc được thoải mái chị ạ, Thanh Xuân nhá, chị cứ lấy đi. M66 mà 65 cân các chị mình mặc vừa. Cái này chưa lên. Dấu á? Dấu có mấy vòng chị mang đây cho em. H16 đẹp quá chị ơi, len nhung đấy. Chị Linh Linh ạ, Thanh Nga Trịnh ạ, Nguyễn Thủy Linh chốt đơn ạ, Hoàng Hiếu có đơn hàng ạ, 159.000. 159.000 ạ. Mấy màu? Đây con này của nó là... Con này là len gì đây? Con này ở bên Trung Quốc người ta gọi là len gì nhỉ? Nó gọi cái tên nó hay lắm cơ ấy, mà mình quên mất rồi. Đây các chị này, con này H17 cho em ạ. Nó gần như kiểu là cái da lộn ấy. Chất nó gọi là sờ nó xuống á. Các chị nhìn hàng này. Mô vàng có không chị? Mô vàng có. Có nhiều không? Có. Rồi ạ, H17 cho em. Có cái màu hồng gì ạ? Đây ạ, cho các chị nhìn gần thật cái chất của nó luôn ạ. Đẹp dã man luôn này. H17 các chị lên đơn hàng cộng theo số điện thoại này. Eoi này, rẻ hơn áo phông nhá. Em tặng các chị rẻ hơn áo phông luôn. H17 và kèm số điện thoại. Ở trong này thì em mới nhìn ra cái nào còn cái nào hết để em lên. Áo da để em một tí, áo da, áo đá, đổ bộ các chị đợi em một chút nhá. Em lên mấy mà áo len xong một tí em lại lên tiếp. Nhiều mẫu quá em phải ngồi từng góc để em nhìn thấy, em nhìn thấy hàng em mới lên được. Đây, em mặc là màu vàng các chị này. Màu vàng này, màu gì? Còn hàng đúng không? Ờ, còn hàng. Này, đẹp mẫu luôn. Dưới 65 cân ạ, 45 đến 65 cân đổ về em chốt đơn ạ, 165.000 đồng ạ. Em đang có màu vàng là thứ nhất này. Tông màu thứ hai của nó là tông màu be. Đấy chứ ạ, tông màu thứ hai tông màu be này. Ôi, 165.000 đồng áo đã đời luôn, hàng 280 thì chưa đang bán đấy. Các chị ra ngoài mua kiểu không có dưới 280.000. Len này chất mới của năm nay các chị nhá. Len chất mới của năm nay luôn các chị nhìn này. Nó mềm mờ thực sự luôn ý. Màu vàng, màu be này, màu hồng và tông màu đỏ đô. H17 đúng không chị? H17 cộng số điện thoại ạ. 165.000 đồng một áo. Ok chị ạ, 165.000 đồng. Các bác mình lên đơn hàng cộng số điện thoại cho em. Đây là màu đỏ đô cho em rồi nhá. Màu đỏ đô này. Chị An Nguyễn ok ạ, chị Ngọc Ánh có vàng be này. Cái hồng của nó kiểu là màu hồng này gần như kiểu hồng đỗ nhưng mà nó đỗ đậm hơn các chị yêu nhá. Hồng đỗ đậm ấy. Chị Hoàng Hiếu chốt đơn rồi ạ, lên áo đá đi ạ, để em tí xem ạ. Áo đá còn cái mẫu nào nhưng mà lẻ quá chị ạ. Sao em lười lên mẫu lẻ thế? H17 đây. Các chị nhìn cho em cái màu bên ngoài nó đẹp hơn trên line ấy.
màu bên ngoài đẹp hơn trên like. Chị Nguyễn Thảo ạ, chị Loan Hà, chị Hà Trần chốt đơn hàng ạ, H17 cách số điện thoại cho em. Em bao giá các chị luôn ạ, bao chất luôn. Các chị gọi là nhận hàng cứ bóc hàng kiểm tra hàng cho em thoải mái. Để chạm nhận hàng cứ bóc hàng kiểm tra hàng cho em thoải mái trước thanh toán ạ. Chất nó mềm, nó mượt và không bị nhặng, bị ngứa một tí nào luôn. Không nhặng, không ngứa một tí nào luôn các chị nhận hàng nhá. Nếu mà các chị mặc mà bị dặm, bị ngứa các chị cứ trả lại hàng cho em. Tại vì hàng này toàn bộ nhà em là hàng len chọn, để chạm hàng len tuyển luôn. Giá người ta bán lẻ ở shop ấy toàn bộ không có dưới 300.000. Em tặng các chị là giá này là giá xả các bác nhá, giá xả thì mỗi mã nó còn lẻ lẻ một ít ý. Đấy, lên like thì em lúc mà ở ngoài kia là em không có số lượng, thì em vào đây là mẫu nào lẻ em sẽ tua nhanh, để chạm mã nào lẻ sẽ tua nhanh luôn ạ. Các chị nhìn màu này, vàng em là vàng đậm nhá, đỏ đô cho em này, tông màu hồng đậm này các chị này. Màu này hồng của nó gần như kiểu là màu hồng gì nhỉ, vỏ đỗ, nhưng màu vỏ đỗ đậm ý. Đó, còn đây là tông màu be, màu da cho em, màu be, màu da đậm cho em như này. Thì chạm H17 cộng số điện thoại ạ. Ôi chị ơi, hình như có màu đen nữa mà nhỉ. Màu đen còn 1-2 cái. Màu đen còn 1-2 cái à. Toàn len xịn như này luôn ạ, 165.000. Về nhớ cho em xin feedback với ạ, xem chất loại, chất len nhà em xem là có rẻ với đẹp không nhá. Đây ạ, còn sót vài cái màu đen nữa. Sót vài cái màu đen đấy, em bảo rồi vào trong này mới gọi là ra vấn đề được. Chứ ngoài kia thì em không nhìn thấy biết là còn mã gì. Đây màu đen đấy các chị này. H17 cho em ạ, tông màu đen. Cộng số điện thoại cho em ạ, dưới 65 cân đổ về em chốt nhá. Cứ dưới 65 cân đổ về chốt đơn hàng ạ. H17 lên đơn cộng số điện thoại này. Đấy chị ạ, 165.000 ạ, qua mẫu chị ơi. Thấy chưa? Thôi cứ để đây đi, chị cứ bê cái ra một tí ở sau. Đâu len nhung đây, còn nhiều không? 3 màu đây. Đây ạ, len nhung tiếp theo các chị ơi ạ, len nhung. Chị Nhật như nào chị Thanh Xuân ơi? Chị Anh Nguyễn ạ, hợp Nguyễn có đơn nhá. Cho em xin một lượt chia sẻ với. Để chạm cho em xin lượt chia sẻ với ạ. Em ra trong này chắc là tầm một lúc thôi, tại vì là pin nó sắp hết rồi. Trong này không cắm sạc được, áo nào cũng đẹp. Cảm ơn chị Nguyễn Hồng ạ, chị Minh Hằng có ạ. Được chị Ngọc Tú ơi, đổi mã thoải mái cho em. Các chị ơi, len này là H18, len nhung nhá chị nhá, len nhung cho em ạ. Nó rẻ cách gọi là quá thể luôn này. Được chưa? Chưa năm nào em xả len rẻ năm nay luôn. Ví dụ như mọi năm ấy, len nhung nó phải rơi khoảng tầm là 230 đến 250. Được chưa? Tại vì len nhung nhà em nó là form to nhá. Có một loại hàng rẻ hơn nhưng ngoại trường nó form nó bé tí lắm, nó chỉ tầm khoảng hơn 40 cân mặc vừa thôi. Là loại rẻ và chất len nó rất là khô luôn ạ. Bộ tí em lên sau chị ơi, cho em một tí em lên. Để em ngồi để em nghỉ, em vừa bán em nghỉ một lúc đã, tại vì hôm nay em rất là mệt luôn. Rất là mệt. Đây các chị nhìn nàng này, chất len nhung cho em này. Mã này là H18. Thì chị ạ, H18 cộng số điện thoại ạ. Rồi chị Thảo Nguyễn nha. H18 cho em màu rêu nữa chị này. Chữ mã này còn nhiều không chị Hoa? Còn mỗi một cặp. Rồi dưới 65 cân, áo len nó dễ mặc, co giãn. Form nhà em các chị phải tầm khoảng là 42 cân đổ lên nhá, 42 cân đến tầm 65 cân đổ về. Để chạm 42 cân đến 65 cân đổ về chốt đơn ạ. Len lông thỏ em còn chị ơi. Len lông thỏ còn nhưng mà mỗi mã nó còn sót có vài cái, cứ 5-10 cái một thôi. H18 cho em ạ, 159.000 đồng. Ok chưa ạ? Giá này là giá xỉ lẻ bằng nhau các chị nhá, xỉ lẻ bằng nhau luôn, tại vì là giá này em thanh lý rồi. Để chạm 159 ạ. 159 em đang có đỏ đô các chị này. Đỏ đô. Ở len thổ ở trong kia mỗi mã là còn tí chán đời nhỉ. Không còn nhiều. Để em tí em lên len thổ nhé chị Vi Huấn ơi. Để cho các chị nhìn hàng này. Lên mã lên đơn cộng số điện thoại cho em ạ. Mã này là mã H18. 159.000 đồng nhưng mã này còn ít ạ. Mã này còn ít, mỗi màu có 5 chiếc thôi ạ. Mỗi màu có 5 chiếc ạ. H18 màu đỏ đô này. Len nhung các chị ơi, len nhung cho em các chị nhìn này. Sờ cái chất len nó mềm, nó mướt như thế này ạ. Đây màu hồng cho em ạ. Màu hồng này, màu rêu ấy, tông màu đỏ đô ạ. H18 ạ, cách số điện thoại ạ. Bây giờ người ta mới nhập hàng về bán. Mà bây giờ em đã bán xả rồi. Tại vì là lúc nào em cũng bán đi trước ấy. Bán trên line lúc nào em cũng bán trước tầm khoảng là 1-2 tháng. Đang giữa mùa hè mà em đã bán áo len rồi. Mà bây giờ là bắt đầu vào vụ một cái là em đã xả rồi. Chuẩn bị lại nhập hàng hè rồi các chị nhá. Chuẩn bị lại giữa mùa đông lại bán quần áo mùa hè luôn. Tại vì là bán theo cái kiểu mà trái vụ như thế. Mình nhập được hàng trái vụ như thế mình mới nhập rẻ. Thế còn bây giờ mới bắt đầu là rét mới nhập hàng về bán thì không bao giờ có giá rẻ đâu các chị ạ. Nhập con này bây giờ đã giá trên 200 rồi. Mà bây giờ em xả các chị 159.000 à? 159.000 đồng. Được chưa ạ? 159.000 đồng các chị lên đơn hàng cộng số điện thoại cho em ạ. Hồng này. Để chạm hồng của nó là hồng đậm cơ, không phải hồng phấn đâu ạ. H18 cho em len nhung nhá.
màu đỏ đô này, đấy chưa? Và H18 trên ạ, tông màu rêu cộng số điện thoại ạ. 159.000 đồng tiếp theo ạ. Đâu đưa đây cho em. Tiếp theo ạ, lại lên các chị một mẫu len pha lê nữa đây. Lên các chị một mẫu len pha lê nữa đây các chị này. Ba màu ạ. À, màu này là màu gạch này. Màu gạch nữa. Màu này đấy. Màu hồng, đưa cho em cái màu hồng này. Hồng này kiểu màu hồng vỏ đỗ cho em xinh lắm. Len cao cổ rồi. Em len cao cổ thì đầy chị ạ, len cao cổ thì đầy. H19 ạ. Rồi lên tập khoảng 3-4 mẫu áo len nữa xong lên lại lên đầu bộ tiếp nhá. Len pha lê. Em hỏi thật chị nào đã mua len pha lê nhà em chưa ạ? Cho em xin một cái feedback nào. Để chị ạ, cho em xin một cái feedback rồi. Các chị nhìn hàng cho em này. Quá đỉnh cao luôn đúng không ạ? H19 ạ. H19 ạ, lên đơn hàng cộng số điện thoại ạ. Đấy, dưới 65 cân đổ về các chị nhá, 65-66 cân. Và các chị tầm khoảng là 43-44 cân đổ lên ạ. Đến ạ, 65-66 cân đổ về các chị chốt đơn hàng ạ. Đấy chứ ạ, H19 ạ, cộng theo số điện thoại cho em. Đấy, các chị nhìn hàng này. Đỉnh của chóp đúng không ạ? 165.000 đồng ạ. Đấy chứ ạ, 165.000 đồng các chị lên đơn hàng cho em. Em mặc là màu hồng vỏ đỗ các chị nhá, hồng vỏ đỗ cho em này. Tông màu thứ hai nó sẽ là tông màu xanh ạ. Chữ thêu, các chị ơi, chìm chữ thêu cho em này. Len pha lê cái sợi nó ánh ánh ạ, đẹp ạ, xuất sắc luôn. Áo khoác da thường thì em lên chị ơi. Mã này H19 ạ, 165.000 đồng, dưới 65 cân đổ về em chốt đơn nhá, 165.000. Em ơi, cứ gọi là lê tê phê luôn ạ. Đấy chứ ạ, chất len nó không quá dày ạ, không quá mỏng như hàng len len Montegi, nhưng mà nó giữ nhiệt cũng cực tốt luôn. Hàng này tất cả của nó đợt trước của nó là 270-280. Em hứa luôn đợt trước em nhập mà không có dưới 200.000 đâu ạ, không nhập dưới 200.000. Mà bây giờ em tặng các chị có 165.000 đồng ạ. Các chị biết là bây giờ nó trượt giá thế nào rồi. Đấy. Nhưng mà cũng không còn nhiều đâu, mỗi màu nó có tầm 10 cái thôi. Mỗi màu có tầm 10 cái, là cái màu vỏ đỗ là có 10 cái này. Còn các màu khác nó có khoảng tầm là 7-8 chiếc thôi ạ. Lên đơn hàng cộng số điện thoại cho em ạ, H19 đúng không? Chị ơi, H19 à? Rồi ạ, H19 cho em ạ, 165.000 đồng. Có cả tông màu đỏ gạch này các chị này, áo đá đợi em tí. Áo đá đợi em tí ạ, lên đơn cho em làm gì? H19. Cách số điện thoại cho em ạ, chữ của nhà em đó là chữ theo nhé các chị nhá. Chứ không phải chữ in hay chữ dán vào đâu. Toàn bộ của nó là theo hết lên mặt len cho em như này. Để chạm toàn bộ hàng theo hết lên mặt len cho em ạ. H19 cộng số điện thoại ạ. Chị nào không thích hàng len dày quá, các chị mặc cho em cái dòng này này. Em bảo bây giờ em tặng các chị rẻ hơn một cái áo phông luôn. Đúng không ạ? Mà áo len nha các chị nhá, len tổng bộ len xịn luôn ạ. Các chị đi buôn, các chị nhìn qua các chị biết chất. Đấy, nhìn qua đi buôn, cái nhìn qua biết chất luôn ạ. H19 cho em 165.000 đồng ạ. Lên đơn cộng số điện thoại ạ. Đây màu đen này, chữ màu đen chắc là còn 1-2 cái đúng không? Màu đen mã này còn ít nhất này. Đấy chứ, màu đen mã này em còn ít nhất luôn ạ. Lấy cho em một ít len lông thỏ chị ơi. Ở trong góc kìa, mỗi mã len lông thỏ còn ít thì bán nó rẻ nốt đi chị ơi. Còn bốc ra đây, bốc ra đi. Các chị này. Để chị ạ, lên mã hàng cộng số điện thoại cho em ạ. Khoác len đi à. Khoác len em không biết để chỗ nào luôn ý. Đây nhá, mã này còn mà mày cài bán nốt nhá. Karin nữa, mã nó mặc vào Karin. Đâu? Chris đây. Từ đầu like giờ năn nỉ bà lên áo phao có nút dây ở cổ tay mà bà không thấy luôn, buồn gì đâu. Từ từ chị, bây giờ em phải theo gọi là ý kiến theo chiều đông, nhưng bây giờ mỗi mình chị một ý kiến thì em không thể nào mà em lên theo từng ý mọi người được. Em phải lên kiểu là theo cái số lượng mà hàng em có ấy. Đấy, mẫu này H19 màu đen này, màu em mặc là hồng đỗ này các chị này. Tông màu thứ ba là tông màu đỏ gạch cho em, một cam đất màu đỏ gạch cho em cũng là một nhá. Để chạm màu này cơ gọi là tông màu đỏ gạch này. Và tông màu tiếp theo nó sẽ là tông màu xanh. Xanh của em đã xanh kiểu là màu xanh kết ấy. Đấy, xanh mới. 165.000 đồng. Lên đơn cộng số điện thoại cho em ạ. Tiếp theo các chị thích len lông em lên luôn. Len lông đây. Len lông thỏ. Các chị nhìn nhá. Em đang bán giá cũ là 199.000 đúng không ạ? Em đang bán giá cũ 199 ạ. Thị trường đang bán 270-280. Bây giờ nó còn bằng này cái này. Màu hồng này, len lông cổ cao. Để chặn len lông cổ cao ạ. H20 chị yêu nhá. H20 ạ, lên số điện thoại ạ. H20 cộng số điện thoại cho em. Con này chị nào không chốt được quá hối tiếc luôn. Để chặn em xả luôn các chị là 169.000. Để chặn 169.000 đồng một áo len lông cho em này. Dày chưa các chị ơi?
Được chưa? Len giày cho em ạ, 169.000 đồng ạ. H20. Con này còn ít lắm nhá. Còn 1 2 này. 3 này. 4 5 6 cái, 6 cái màu hồng này. 6 cái màu hồng ạ, H20 ạ, 169.000. Sao? Chỉ trên ngày 22, 23, 24 và 25 thôi. Còn ngày 29 của mình chưa được tiêm. Mỗi bình được tiêm. Sao mỗi bình được tiêm? 45 đến 65 cân. Để chạm các chị em mình thoải mái. Em đã có màu hồng và em còn có một tím. Tím thì em còn 1, 2, 3, 4 cái nữa. Tím còn sót 4 cái nhá. 169.000 một áo các chị này. 169.000 đồng các chị lên đơn hàng cộng số điện thoại cho em ạ. H20. Ok chị ạ, H20 cộng số điện thoại ạ, 169.000 ạ. Quần sóc em mặc là mã mã gì nhỉ? Quần sóc nhung ấy. 81 mấy. Da nữ em có chị ơi. Chị Lê Huệ ạ, chị Nhung Hạnh có đơn ạ. Đấy, cái mã hôm qua chị đặt đi, có lẽ là nó còn sót một ít thôi thì mới hết hàng. Chị ạ, hôm nay xem ưng mã nào đặt lại cho em với ạ. Chị chi giao chốt đơn ạ. Tất cả những cái mã lên nó còn không còn số lượng nhiều thì em xả lỗ luôn các chị này. Đấy, các bán đang mua ngoại trường cứ 280-300.000 người ta gọi là bán giá các chị ạ. Có chỗ còn bán 350 một cái này cơ. Em tặng các chị luôn ạ, 169.000. 169.000 đâu các chị nhìn cho em màu tím này. Màu tím, màu hồng cho em nhá. H20 ạ. H20 cộng số điện thoại ạ. Đây chị ơi. Đâu lên lông còn những nào các chị cứ hỏi lên lông thỏ này. Không biết bán nó đi. Đây. Ôi cái mẫu này mà không chốt thì chốt cái gì này. Đây nha, bóc luôn ảnh cho em này. Đây. Đây này. Đứng lên nó mới đẹp và xem form á. Đây. Em cho các chị xem luôn. Đây form của nó này. Đấy, form của nó các chị nào thích để vuông như này, chị xinh này. Form nó form vừa nhá, nó không to quá, nó không bé quá. Em cho các chị dưới 65 cân. Đấy chị ạ, dưới 65 cân chị đơn hàng H20 cho em ạ, cộng số điện thoại ạ. Con này không có nhiều đâu, em xua nhanh thôi. Ơ đưa cho em áo đi, em đã mặc lên đâu chị. Màu xanh với con nào màu ấy đây. Xanh mấy lại hồng ấy. Xanh hồng. Rồi H21 cho em. H21 cách số điện thoại ạ. Màu xanh với màu hồng. Rồi, ôi sao nó đỉnh quá vậy các chị ơi. H21 cho em với ạ. H21 cách số điện thoại ạ. Quần sóc chị mặc mã bao nhiêu đây? Quyền ơi. Quần sóc chị mặc mã bao nhiêu đây? 928. Quần sóc mã 928 chị ơi. 239 quần sóc ấy. 239.000. Nhiều người con ra nhà chị vào Facebook đăng comment kìa. Đâu? Lấy Facebook của ông Nguyễn Tăng kìa. Đâu? Em không cái gì, hai quỳ. Đâu dượt con ra nhà chị. Nó vào đây có comment á? Ờ. Và trang của chị á? Nó đang vào Facebook có xem này. Sao chị? Sao chị không thấy nó? Đây này, nhìn thấy này. Ôi các chị này. Mã này là mã gì? H21 ạ. Em đang có hồng với xanh ấy chị nhá. H21 em đang có màu hồng và có màu xanh. Các chị yêu lên đơn cho em là H21 và cộng số điện thoại ạ. Hả? Không. Cái gì hết hàng? Ký hiệu của bạn Tăng thì đừng học đâu. 40 cân thì mặc rộng chị ạ. Mã này em chốt các chị tầm khoảng là 43 cân đổ lên nhá. 43 cân đến 65 cân. Em tặng luôn các chị ạ, 169.000 đồng. 169.000 đồng các chị lên đơn cộng số điện thoại cho em. Eo ôi sao mà nó đã đời nhở. Nhìn cầm len đã sướng cơ. Để chạm cầm cái len nó sướng đời luôn ạ. H21. H21 cộng số điện thoại cho em ạ. 169.000 ạ. 169.000 đồng thôi. Nốt bọn này ra kia bán bộ đi. À đây là đồ bộ này. Thôi đừng mình rồi. Mình là từ bảo là máy rồi. Thấy không? Xem lại em nào. Và xem lại em nào, hình như là được rồi sao ấy.
tôi ghi mà. Được chưa? Đã được đấy, bắt đầu được đấy. Rau mặn đấy chị ạ. Thôi cứ từ từ thôi. Nó phải bốn mắt kia, nó phải đứng im. Nó đang nhảy loạn này. Mặn mẹo chắn đời thế. Cục wifi vĩ đại xong lại gần cấp độ cao. Mờ mở mạng kém mà. Mạng kém luôn. Mạng kém à? Ừ. Bị đơ đơ nhỉ. Được rồi đây. Rồi H21 đúng không? Con này H21 phải không? Thì chị ạ, H21 màu xanh và H21 cho em màu hồng cộng số điện thoại ạ. Mờ lắm thôi, chấp nhận thôi chị ơi, tại vì do mạng đấy chị ạ. Nó do mạng đấy. Đưa cho chị cái sạc iPhone cái, với lại cái sạc Oppo ấy. Hai cái sạc máy này cả. Các bạn thử cho em xin được chia sẻ với, mỗi chị cho em xin được chia sẻ với nhá. Đông đông người xem lại lên bộ tiếp. Thì chị ạ, đông người xem lại lên bộ tiếp ạ. Nhiều len lắm luôn ý. Một buổi tối này em không thể nào lên được hết các mã len như em đâu. Xem được chưa các chị? Tự dưng nó bị sụt mạng luôn ấy. Đây màu hồng đây, hồng với xanh cho em hai màu. H21 cách số điện thoại em. Lên áo nỉ chị, áo nỉ mình còn ít này. Lên áo nỉ nữa chị nhá. Len thổ à? Len thổ còn lẻ lắm, len thổ còn lẻ lắm. Đây, màu hồng mới cho em này. H21 màu hồng cộng số điện thoại ạ. 169.000 đồng một áo. Ở trạng 169.000 đồng các chị nhìn hàng này. Đẹp quá luôn ý. Hàng của nó tất cả của nó trên 300, 280-300.000. Bây giờ tặng các chị luôn 169.000. Ở trạng 169.000 đồng. Đây này. Có cái màu hồng mà mình bảo chỉ có một màu thôi. Mà các chị nào chị đang bảo là có mấy màu hồng cơ. Đây là cái màu hồng lên này Huyền này. Buồn thực sự luôn ấy. Đây có chị nào lúc nãy hôm trước chị mua áo kéo này nha em ấy. Facebook gì? Thanh Tâm. Thanh Tâm à? Đấy chút có tin nhắn chụp màn hình. Nhưng em gửi đúng cái hàng này chị bảo là không đúng màu ấy. Đây các chị nhìn cho em hàng này. Toàn bộ của nó là áo nỉ hàng Quảng Châu cho em ạ. Áo nỉ hàng Quảng Châu nhá. Mỗi đây các chị comment cho là H22 ạ. H22 cộng số điện thoại cho em ạ. H22 cộng số điện thoại cho em mã này ạ. Chất lượng luôn này. Áo nỉ. Đấy chứ áo nỉ hàng Quảng Châu. Lên quần sóc á. Mãi H22 cho em ạ. Áo nỉ hàng cao cấp này các chị nhỉ. Nhìn cho em này. Đẹp gọi là mỹ mãn cuộc đời. Em mặc là màu hồng các chị nhá. Hồng của nó kiểu màu hồng tím. Hồng tím này. Tông màu thứ hai, tông màu trắng á, tông màu trắng này, tông mà ra là tông màu đỏ gạch này. Tông màu thứ tư là tông màu xanh của nó là màu xanh lá, để chạm màu xanh lá đậm cho em ấy. Lên đơn hàng. Chị ơi, chiếm màu vàng bò chị ạ. Đấy. Áo này hôm nay em tặng các chị là 269.000. Để chạm 269.000 đồng ạ, lên đơn cộng số điện thoại cho em. Hàng này các chị lưu ý cho em là nó là nỉ hàng Quảng Châu chị nhá. Chứ không phải là hàng nghỉ, hàng rẻ, hàng Việt Nam mà hàng xưởng đâu. Đấy, bác nào các chị mua hàng các chị biết là tại tất cả của nó là hàng trần bông ở bên trong. Đấy chứ ạ, hàng của nó là hàng bông ép bên trong như này, rất là ấm luôn. Lên đơn cho em là gì? 22. H bao nhiêu? H22. 269. H22 cho em ạ, 269.000. Ok chưa ạ, nó là chất mới, mẫu mới nhất của năm nay luôn. Cái phần này dập chân đinh cho em ạ, dập chân đinh. Lên đơn hàng cộng số điện thoại, các chị giặt cho em thoải mái, nó không bị là bong. Đấy chứ ạ, nó không bị bong cái này các chị này. Lên đơn cho em là gì ạ? H22 nhá các chị nhá. Màu hồng này, hồng em sẽ là kiểu hồng tím, hồng đậm ấy.
Còn đây là màu xanh cho em ạ, màu xanh ạ, cộng số điện thoại ạ. Hàng Quảng Châu nhá, 269.000 đồng ạ, H22, cách số điện thoại cho em. Đẹp quá các chị này, form các em chốt với các chị tầm dưới 60 cân nhá. 40 cân đến 60 cân đổ với em chốt đơn ạ, tầm 43-44 cân. Lên 495.000 là cái nào nhỉ? Chị Mi Diễm rồi ạ, chị Bông Cỏ Lau chốt đơn hàng. Đây các chị mới là 95.000 là lên quá. Màu đẹp lắm luôn ý, màu nó cũng xinh. Đấy chứ ạ, màu nó cũng xinh luôn ạ. Mỗi màu em còn tầm 2-3 chiếc thôi. Mỗi màu có tầm 2-3 chiếc ạ. Lên mã hàng, cách số điện thoại ạ, H22 ạ. Đây màu xanh này, chị nào chốt màu xanh các chị lên đơn hàng nhé. Đẹp nhỉ, chị Đặng Nga, chị Thanh Nguyễn ạ, Mi Diễm có đơn ạ. Trắng đây nhá, trắng còn 3 chiếc này. Trắng em còn đúng 3 cái. Chị Liên Trần Mix ok chốt đơn ạ. Chị Oanh Mạnh Lê của H22 này. Đây là tông màu của tông màu đỏ gạch nhé các chị nhé. Đây màu đỏ gạch đây. Đấy, nhìn qua tắc mát cho em ạ, xịn sò luôn này. Đấy chạm tắc mát xịn sò luôn, toàn bộ dòng của nó dòng tắc sườn. Đấy chạm dòng tắc sườn cho em ạ, chất lượng luôn ạ. Ai? Chưa, chị Hoàng Mến ơi. Chưa có đâu. Chưa có đâu. Để chạm len của nó, à quên nỉ của nó là tưởng nỉ ép. Để chạm dòng nỉ ép cho em ạ. H22 cũng số điện thoại ạ. Rồi chị ơi lấy cho em cái bộ đi. Cái bộ ở đâu nhỉ? Thích nẻ size hay đủ size nào? Bây giờ là thích đủ size thì lên bộ B55 nhá. B55 đủ size. Để chạm lên bộ B55 thì em sẽ có đủ size. Đấy, chốt cho đủ size cho nó xuống. Sợ nhất là bán lẻ size đấy. Thêm số chốt đơn nhà em đều có ở trên cái trang page của em ấy chị ơi. Con này là hàng một size chị, áo nỉ là hàng một size đấy, nỉ hàng một size. Lên chưa là mã, lên thể thao bo chân nhà em chưa có chị ạ. Bác nào chính thức được mã này hôm nay lên luôn cho em này, về bù được thêm ạ, đủ size số các chị nhá. Về bù thêm đủ size số các chị, comment là bộ B55 ạ, cộng số điện thoại ạ, B55 cộng số điện thoại cho em. Đấy, bộ mũ này, chất toàn bộ của nó là dòng chất UVF nữa chị nhá. Toàn bộ dòng chất UVF, các chị comment cho em là B55 ạ, cách số điện thoại ạ. Xem cái màu gì về số lượng nhỉ? Chị ơi, màu nào cũng nhiều. Rồi, đặt hàng nói chung là... màu nào cũng đủ. Đợi em một tí, lên đổ bộ xem, lên thổ sau nhá. Tí nữa ngồi kia bán lên thổ lẻ cũng được. Đấy, dọn cho em chỗ kia để em ngồi em bán len thổ đi. Để em vứt ra các chị ghi mã cũng được. Len thổ thế nào đấy? Cái kia len thổ ở trong góc kìa. Nó len thổ đấy. Đâu cho em xin một cái áo giữ nhiệt đá chị. Áo nỉ em mặc 269. Để em một tí nhá, để em lên cái... Nhiệt 580 nhỉ. Cái này bao nhiêu tiền đây nhá? 165. Nhiệt 580 cộng số điện thoại cho em mã này ạ. Để cho em lên mã này mặc ở bên trong đồ bộ luôn nhá. Chị Mi Diễm mà em không hiểu chị muốn đang hỏi cái gì luôn ấy. Biết chị đang hỏi em nói gì. Có nút ở cổ tay áo. Nút ở cổ tay áo là cái nào? Nút ở cổ tay là cái áo 1.1.000. Nút ở cổ tay là cái áo đến 1.1.000 chị ạ. Đấy là Fall February chị ơi. Cái khoác nào 495.000, bây giờ chị nói là cho cái khoác 495.000 đâu, bây giờ em không nhớ đâu chị ạ.
495.000 đồng nhà mình có cái nào? Không có cái nào 495.000 đâu chị ơi. Được chưa? Các chị comment là áo nhiệt này là mã gì nhỉ? Nhiệt, các chị comment là nhiệt 580 nhá. Nhiệt 580 cộng số điện thoại em có 3 size là MLXL. Được chưa? 3 size MLXL các chị lên đơn hàng cộng số điện thoại cho em mã này ạ. Nhiệt 580. Nó dòng áo nhiệt gen ạ, đính đá. Tất cả của nó là dòng hàng Quảng Châu các chị yêu nhá. Tay các chị nhìn tay gen cho em này, gen đính đá cho em ạ. Cái phần thân của nó sẽ là hai lớp. Đó, tay cho em ạ. Lên đơn hàng cho là nhiệt 580 ạ, cách số điện thoại ạ. Chốt trên live trên là 165.000 đồng ạ. Form cho các chị thường có là 40 cân đến 65 cân nhá. Từ 40 cân đến 65 cân em chốt đơn ạ, nhiệt 580 ạ, cộng theo số điện thoại trên là các bác mình chốt đơn hàng ạ. Đẹp xuất sắc luôn các chị này. Hàng này cứ về thế nào hết tí đấy. Thế chạy, tại vì cái đá của nó rất là sáng. Mặc ở trong là đồ bộ này, áo vét này, áo da này, áo dạ cực kỳ là xinh luôn. Lên mã hàng cho là nhiệt 580 cộng số điện thoại ạ. Còn đồ bộ này các chị comment là bộ B55 nhá. B55 lên số điện thoại cho là mình chốt đơn ạ. Đây đồ bộ, đây các chị này. Bộ này hôm nay về được thêm size số đủ size cho các chị luôn. Bộ của hàng hãng Sydney các chị ơi, chất nó quá ok luôn này. Đó. Gì đấy? Bị ẩn comment. Rồi, nhiệt 580 các chị lên đơn thế này mà em bị ẩn comment chả nhìn thấy luôn. Chị Mỹ Phụng ơi, cho em số điện thoại ạ. Chị Hoa Cỏ May ạ, chị Bình Nguyễn chốt đơn hàng ạ. Bộ em mặc các chị comment là bộ B55 các chị nhá. B55 cộng số điện thoại ạ. Đấy, bạn nào chốt áo nhiệt cạnh bên trong em là nhiệt 580. Nhiệt 580 thì em sẽ là... Rồi, nhiệt 580 nó sẽ là 165.000 ạ. Phong các chị dưới 65 cân đổ về chốt đơn ạ. Rồi, chị Ngọc Ngọc có, chị Hải Phượng ạ, Thúy Thiều Lương chốt đơn ạ, Mỹ Lệ có, Hiên Chính chốt đơn hàng ạ. Nhiệt 580, cách số điện thoại trên là các bạn mình chốt đơn nhé. Bộ em mặc là bộ B55. B55 nó sẽ là bộ chất u mì ép, hàng của hãng Sydney cho em. Đấy, form các chị từ 45 cân đến 65 cân đổ về chốt đơn ạ. Em nó có màu đỏ này, tông màu là màu than ạ. Để chạm tông màu than cho em này. Tông màu tiếp theo ạ, nó sẽ là tông màu xanh lá. Để chạm tông màu tiếp theo nó sẽ là tông màu cam. 4 màu cho em nhá. Form các chị cứ tầm khoảng là 45 cân ạ, đến 65 cân đổ về em chốt. Chốt trên live stream em sẽ là 359.000 đồng ạ. Để chạm dòng này thị trường đang bán các chị trên 400. Nó cứ khoảng tầm là 450 một bộ cơ ạ. 450. Chất u mì ép ạ, dày dặn luôn ạ, đanh chất, đủ size số các chị yêu nhá. Đủ size đủ số luôn ạ. Lên đơn hàng cho là bộ B55 cộng số điện thoại ạ. Để chạm bộ B55 cộng số điện thoại cho em ạ, 359.000. Xuất sắc luôn ạ. Rồi Trần Anh Thơ ạ, Phạm Mai Thanh có ạ, Nguyễn Mỹ Linh có ạ, Kiều Hoa chốt đơn ạ, Hồ Hà có đơn hàng ạ. Mã hàng cách số điện thoại cái form lên đẹp lắm luôn ý. Đấy. À thế là chị Hoàng Mến. Đâu fan cứng đâu, thử có thấy logo đâu mà fan cứng. Chả thấy logo đâu. Đấy chị Thùy Vũ ạ. Mình lên áo gõ mà chả thấy lên fan gì. Cho em xin uống nước, ngậm nước ạ. Ok 1 giờ. Hai đi hôi tỉ, hút ngậm. Chị nào chưa chốt được bộ này hôm nay nhanh nhá, tại vì là cái bộ này toàn bộ hàng đợt đầu ấy, cái đường kim mỗi chỉ nó sắc nét lắm, nó không như hàng tuyến sau. Những cái hàng về gọi là cứ hàng đợt 2, đợt 3 thì cái chất lượng nó sẽ giảm đi một chút. Đấy, các chị đặt thì các chị cứ đặt cái hàng đợt 1, đợt đầu ấy, chất lượng nó đẹp này, xong nó đanh. Đường kim mỗi chỉ nó sắc nét, tại vì hàng đợt đầu bao giờ người ta cũng làm cẩn thận luôn, nó không như hàng gọi là sau nó sẽ đại trà. Đấy, khi mà những cái bộ nào nó vào số lượng nhiều ấy, nó sẽ kiểu là may kiểu nó giao nhà may kiểu số lượng nhiều ấy, người ta sẽ làm không cẩn thận như cái hàng đợt 1 đâu, hàng lớp 1 đâu các chị này. Màu đỏ cho em như này nhá. Đấy chứ ạ, màu đỏ cho em ạ. Comment đúng mã cho em là bộ B55 ạ, cộng số điện thoại. Tất cả cái hàng này đều là hàng công ty. Đấy chứ ạ, đều là hàng công ty cho em ạ. Chuẩn xị từng cái đường kim mũi chỉ ấy. Chị nào đã mua bộ B46 này, B47 này, B45 thì em các chị biết hàng này cùng cái hãng của nó luôn, để chạy cùng hãng nó luôn ạ. Và đợt này nó ra hàng mới, mẫu mới luôn ạ. Bộ B55 cho em ạ, 359.000 ạ. Chị Tùng My này, cho em xin lại số điện thoại của chị với. Đây này, chị đang nhận được hàng đổi mà không thấy báo này người này. Gọi cho nghe máy đâu. Đâu đưa đây chị xem nào. Đây Tùng My có trong này đây. Chị Tùng My này. Chị ơi, bên nhà em gọi chị không nghe máy đấy. Đây này em còn trả ship cho chị 25.000. Đây này đưa đây chị. Em
Em nhận cách đây một tuần em gọi. Em nhận cách đây một tuần rồi gọi chị không nghe máy chứ không phải như em đây này. Nghe máy hay không nghe máy em còn ghi. Tùng My Hà Nội. Đây chị nhá. Tùng My Hà Nội này. Số điện thoại 0975748521 này. Đơn của chị là 389.000 đồng ạ. À. Trả hộ chị ship 25.000. Đấy, gọi cho chị để đổi đơn hàng nhưng chị không nghe máy. Chứ không phải là bên nhà em không gọi điện chốt đơn, à không gọi điện để trả đơn đổi cho chị. Đấy, nói cái gì chị cũng phải xem lại xem là bên nhà em có gọi điện cho chị thực sự hay không. Đừng lên line nói với em là nhận được đơn của chị mà không gọi chị nhá. Đây này, em còn ghi rõ này. Đơn nào khách không nghe máy, ngày mai gọi điện trực tiếp vào cái số hotline của nhà em để đổi luôn đơn hàng chị nhá. Đây chị ơi, Tùng My Hà Nội đúng không? Chuẩn chỉ chưa ạ? Chuẩn chưa ạ? Gọi, tại vì là cứ khi mà cứ có cái đơn hàng đổi của khách hàng đến nhà em một cái là em phải điện luôn cho khách để báo là chị ơi, chị có đơn đổi nhà em, chị xem like xem ưng mã nào em đổi cho chị đấy, hoặc là em trừ tiền cho chị. Chủ nhánh đấy nhỉ. Đúng không chị? Chị gì nhỉ? Tùng My. Tùng My đúng không? Lần sau nhá, chị bảo này. Lần sau nhận được đơn hàng của khách ngày nào thì rõ ngày đây. Đơn của chị em nhận từ ngày 16 tháng 11 rồi. Đấy cho em còn ghi rõ ngày ý, tại vì tất cả các khách đổi đơn hàng em đều có ghi hết. Khách nào đã thanh toán tiền cho khách rồi, đã đổi cho khách rồi thì em sẽ gạch đi. Còn lại những khách nào mà vẫn còn ở đây chưa đổi hàng em vẫn giữ nguyên. Đấy, nhận hàng của chị từ ngày 16 tháng 11 cơ. Nhà em gọi là nói có sách bách có chứng luôn. Chứ không phải như em gọi là cứ làm kiểu alo show blue blue như thế đâu chị ạ. Xem lại chị nhá. Có gì ngày mai điện lại trực tiếp cho em để đổi đơn. Hoặc là em sẽ bảo nhân viên gọi lại cho chị trong sáng ngày mai. Trong sáng ngày mai để cái điện thoại cho em với ạ. Sáng mai Huyền tiêm Covid đến chiều mai. Không, ta chỉ đi chạy 7 giờ kén ta lên rồi. Ta tiêm xong ta về luôn mà. Có nghe nhưng có báo. Có bảo em xem còn sai không? Sai gì? Bây giờ chị phải ưng cái gì thì mình biết. Bây giờ chị phải ưng cái gì chị bảo em chứ. Chứ bây giờ không biết là chị thích mẫu nào để em đổi với chị. Bây giờ mình có đơn đổi mình phải chủ động cho em với. Đổi mã nào. Hoặc là nếu mà chị không đổi được đơn ấy, chị xem chị không ưng mã nào ấy, chị báo em để em trả lại tiền cho chị. Đúng rồi. Như thế có gọi là hợp lý cho cả hai bên luôn. Chứ bây giờ mình phải xem là mình có ưng mã nào. Nếu mà không có mã nào mình ưng ấy thì mình báo em nhà em để em trả lại tiền. Em đi shop online em nhận đơn đổi của chị rồi, đơn chị bao tiền bảo gửi thì tối chị xem like chị. Đúng rồi, bên nhà em cứ báo là lúc nào chị xem like chị đổi đơn. Thế là mình có chuyện mà bảo có sao 389.000. Đúng rồi, đơn của chị là 389.000. Trả hộ phí ship 25.000. Đơn hàng tối qua chị chốt xong rồi chị Hén Ông ơi. Ngày mai gọi điện cho em nhá, chị Tùng My nhá. Nếu mà không đổi được cái gì thì nhắn số tài khoản em chuyển lại giả tiền chị 389.000. Mua hàng em cực dễ. Được chưa? Nếu mà biết, nói chung là biết mua bán thì dễ dàng lắm chị ạ. Được chưa ạ? Rồi, bộ này là bộ B55 ạ. Màu xanh đấy chị này. Màu xanh các chị ơi, màu áo màu nào viền màu đấy. Tất cả của nó sẽ là đen pha cho em ạ. Đen pha xanh cho em như này. Các chị nhá. Toàn bộ hàng của nó là bộ hãng. Nó sẽ khác cái bộ B47 một chút. Nó sẽ là pha viền cho em ạ. Pha viền chữ cho em như này. Lên đơn hàng cộng số điện thoại ạ. Để chặn lên đơn hàng cộng số điện thoại cho em. Đồ bộ em mặc là 359.000 đồng chị ơi. 359 á. Đây màu xanh lá cho em ạ. Xanh lá cộng số điện thoại ạ. Đấy ngày mai chị xem nhá. Trong sáng ngày mai nhà em sẽ là cho nhân viên giải quyết luôn đó chị. Chị không gọi được bên nhà em cái số hotline kia thì em sẽ là cho nhân viên gọi luôn cho chị luôn. Chị có báo đổi sang áo da cho áo da chị mà. Nếu mà đổi sang áo da thì thế mà áo da không còn sai đâu. Không còn sai. Lẻ sai rồi chị ạ. Áo da lẻ sai rồi. Đấy. Chị Loan Phạm có màu đỏ này, chị nào chốt màu xanh các chị lên đơn hàng nhá. B55 màu xanh cộng số điện thoại cho em rồi ạ. B55 màu xanh ạ. Cảm ơn chị Vũ Yến nhá, chị Tu Hàn rồi ok chốt đơn. Bây giờ nếu mà khách ạ, không vừa mình đổi đơn được thoải mái. Chứ không phải như em bán cho các chị xong là em phủi tay đâu. Đấy, đơn đổi nào đến nơi ạ, gọi cho khách không nghe máy thì em sẽ ghi sổ hết. Đấy. Tất nhiên là nhiều khi là làm việc nó sẽ có một cái sự nhầm lẫn chứ không phải là 10 đơn mà vẹn cả 10. Thế là các chị nếu mà có cái vấn đề sai suất ấy, các chị cứ gọi là trực tiếp là phản ánh lên cái trang của em, à cái số hotline ấy, để chặn vào cái số giải quyết đơn hàng ấy, thì em sẽ xử lý hết. Được chưa ạ? Có bộ một màu không à? Bộ một màu hiện tại em đang hết hàng chị ạ. Có bộ pha này các chị nhìn trông nó trẻ trung chị ạ, giống hệt bộ Quảng Châu luôn. Nhưng mà nó sẽ là dòng công ty chị nhá. Chữ hàng này nó không đánh SML đâu, nó sẽ đánh là L1XL2XL. Bộ có mũ cho em như này, bộ B55. Các chị nhìn cho em ạ, tông màu xanh cái gì này. Màu xanh cộng số điện thoại cho em ạ. 359.000 đồng ạ, giá số lượng các bác ấy nhá.
Giá này là giá số lượng đấy. Đây màu cam. Cái chạm màu này màu cam. Cái bộ này của nó là áo màu xanh thì cái viền quần nó sẽ là màu xanh như này ạ. Dưới 65 cân đổ về em chốt đơn ạ. Đấy, cứ dưới 65 cân đổ về chốt đơn hàng là chị Đỗ Vị có màu. Chị ơi làm gì có màu đen của B55, tất cả của nó sẽ là pha nhá. Em sẽ gọi theo cái màu của cái phần phần mũ này các chị này. Phần mũ này, đêm gọi là màu xanh này, đêm gọi là màu cam này. Đấy chứ ạ. Còn riêng cái màu xanh than ý, nó sẽ pha vàng bên trên. Còn tất cả bên dưới nó là màu xanh than hết. Nên đơn cho em là bộ B55 ạ, cộng số điện thoại chất liệu u mì cho em. U mì ép chị Loan Phạm ạ. Co giãn thoải mái, dưới 65 cân đổ về em chốt đơn nhá. 45 cân đến 65 cân ạ. Đó, cứ từ 45 cân đến 65 cân em chốt đơn hàng ạ. B55 cách số điện thoại ạ. Bộ đẹp. Bộ đẹp nhá. Lần này về cái form của nó chuẩn lắm mà cái đường kim, đường may của nó đẹp lắm. Đường may của nó chuẩn chỉ luôn ạ. Quá trời. Không phải áo gió, chị có thể đồ bộ mà. Khóa của nó trơn tru cực kỳ luôn. Đấy chạy, khóa này các chị này. Đúng là hàng đẹp của khác, khóa của nó cũng khác. Đấy chạy, bộ B55 cho em màu cam, cộng số điện thoại cho em ạ. Chị ơi, chị có thể vào cái trang page của chị đăng, của em đăng like này chị này. Nó đều có ở trên cái trang bìa ấy. Đấy, đều có trên cái ảnh bìa như em là đều có số giải quyết đơn rồi là số hotline này, số Zalo xỉ này, số giải quyết đơn lẻ này. Số đầu là số bóng. Đây các chị này, vào trang page là đều có thấy hết luôn. Đây là số chốt đơn lẻ đây nhá. Còn những số mà giải quyết đơn hàng này, số Zalo xỉ này, hotline này em nó đều có ở trên cái trang bìa ấy. Các chị có thể vào tham khảo em với. Còn số tài khoản các chị có thể vào tham khảo cái số tài khoản ấy. Để tránh sự gọi là chuyển nhầm, chuyển lẫn. Áo mặc trong là 165.000 đồng chị ơi. Mặc trong là mã nhiệt bao nhiêu? Mã này bên trong là nhiệt 580 chị ạ. Nhiệt 580 là áo bên trong 165.000 ạ. Chị Hà Linh chốt đơn hàng ạ. Có loại không mũ không á? Chị Linh Táng ok chốt B55 màu cam. Bây giờ em lên các chị thử một cái cây bộ của màu xanh than nhá. B55 màu xanh than nó là cả toàn bộ như này ạ. Sẽ pha vàng. Lên mã hàng trên là B55 cộng số điện thoại ạ. Đằng sau quần nó có cái nâng mông ấy, mặc thích cực luôn. Cạp to, quần này form đẹp. Nó không dài quá mà không bị ngắn quá. Đằng sau có nâng mông cho em này. Toàn bộ chất u mì ép cho em nhá. Đồ kim mỗi chỉ nó may, nó sắc nét lắm, không bị cắn chỉ. Đó, chất u mì bao giờ cũng là đỉnh cao luôn ạ. B55 cộng số điện thoại ạ. Chị Phan Niêng nương chốt tồn đơn này. Vân Trận cầm cái bộ nó sướng nhỉ. Mát tay như này cơ mà. Đấy chứ ạ, xứng đáng luôn ạ. Xứng đáng đồng tiền luôn. Nhiệt 580 em mang lên một màu trước chị ơi. Chị Linh Phan Lan Phương comment cho em xin mã hàng nhé. Tại vì là nhà em có nhiều mã mà chị comment áo nhiệt thì nhà em có mấy trăm mã áo giữ nhiệt cơ. Đây màu xanh than cho em ạ. Lên mã này cho em là gì ạ? Bộ B55 cho em màu than nhé. B55 màu than cộng số điện thoại ạ. Đẹp mê mẩn luôn mã này ạ. B55 màu than cách số điện thoại cho em ạ. Giá 359.000. Chị Hiền Đặng có ạ. Chị Hoa có may chốt xanh lá này 65 cân. Bộ cổ tròn hiện tại em đang không còn hàng chị nhá. 359.000 chị gái ơi. 359 chất u mì ép cho em. Ok chưa? Rồi ạ. Bây giờ các chị thích lên mã nào nào? Lên thổ nhá. Để cho em một cái chỗ để em ngồi chỗ lên thổ đấy chị ơi. Thông trong đi lắm.
đi khắp làng với cả làng. Đi cả làng nãy là đi chưa các chị, bây giờ lên áo lên thủ nhá, lên khoác da đi em ạ. À. À hôm nay em lấy cái tải khoác da về, em không biết là có size gì, chị ơi khoác da này. Khoác da của tàu ấy. Rồi, B55 là 359, chị Huệ Nhi ơi lấy đi đẹp lắm, đợt đầu hàng đợt đầu ấy, chất nó sướng mà lại cái đường kim cũng chỉ chuẩn lắm, không có một đường may lỗi luôn ấy. Nhưng mà hàng thì các chị cứ để ý nhá, những cái hàng mà các chị mua ấy, hàng cứ hàng đợt sau ấy, những cái hàng ra mà số lượng nhiều cứ hàng bán lần 3 lần 4 hàng về chất nó chán, em chỉ bán được hàng đúng một lần hai lần thôi, xong là đợt sau em sẽ không nhập nữa đâu. Đấy chứ ạ, chị Đào Thị Xuân chốt đơn ạ, Bùi Tuyết có ạ, chị Tươi Nguyễn có đơn hàng nhá. Lên trên là mã hàng của số điện thoại ạ. Khoác len có mũ à? À bộ này đẹp quá, mỗi tội chị mua nhiều rồi ạ, không muốn rồi không muốn mua quá, làm thêm mã này nó khác mà chị. Phao xịn 3 màu đỏ là cái nào nhỉ? Chị Dân Linh rồi, chị Hồng Nguyễn có đơn ạ. Lên mấy phao sau rồi nhá. Ok ạ, cho em xin lượt chia sẻ với em lên phao cao cấp nhá. Lên mã phao cao cấp luôn được chưa? Các chị hỏi từ lúc nãy giờ ấy. 31 đi, còn chút nữa. Có cái mã là quần mà nó có hình trắng trắng ấy. Sao chị lấy cái mã TT cũng được. Không, cái mã mà có hình trắng ấy. Rồi, mã phao này có nhiều nữa đây cho em này. Đấy, nó là kia đúng không? Mã kia đúng không? Phao rồi. Bốn này. Thế thì nó có cái mã phao ấy. Tí lên cho cái mã hàng của phao ấy. 9904. 9904 này. 9904 nhưng mà nó phải túi rồi. Nó ở mã nó có mà chị. 9904. Ở mã nó đều có hết. Mã hàng đều có. Phao ngắn cổ lông á. Nhiệt 1380. Nhiệt 1380 là cái nào? Nhiệt 1380 nhưng em không có mã nào nhiệt 1380 165.000 đâu chị ạ. Nhiệt này là mã 580. Mã nhiệt 580 chị nhá. B55 màu đỏ thì em dơ thôi chị ơi. Bây giờ em vừa mới thay đồ ra, chị bảo thay lại cho chị. Lâu lắm, thay đồ lâu lắm. Thấy phao dài thì mà bị dơ vẫn còn. Mã nào? Đây, dơ lại màu đỏ. Không, đây dơ lại màu đỏ thôi, em dơ lại màu đỏ cho chị thôi. Đây chị này, màu này bộ B55 đây. B55 cũng số điện thoại ạ. À. Chị Huê cho em số điện thoại của chị nhá. Lên màu khác đi à, rồi em lên phao nhé chị nhá. Lên phao hàng cao cấp được chưa ạ? Cái này nó có 4 màu đấy. Phao can đồ bạc, 4 màu. Mã này là mã gì? 9904. 9904. Đấy chị ạ, các chị comment là mã là phao 9904 ạ. Cộng số điện thoại cho em. Chị ở lương hàng chốt vàng đỏ này. Nó vàng của nó sẽ là phao màu xanh than chị nhá. Đây bác nào thích hàng cao cấp thì các chị lên mã này cho em. Đấy chị ạ, toàn bộ của nó là phao hàng Quảng Châu xịn cho các chị luôn ạ. Phao ngắn cao cấp đợi em một tí nhá. Em lên dáng ra này trước xong em phao ngắn sau. Đây chị Vũ Thị Thủy chốt B55 này, phao di lê em hết rồi chị ơi. Nu Dương ơi, mã này hộ em xem có mấy size nào. SML 3 size đấy, còn ít thôi tại vì đơn hôm qua chưa chốt xong mà cái mã này các chị đặt cũng nhiều ấy đấy, còn đóng xỉ cũng nhiều mã này. Các chị comment cho là mã phao 9904 ạ. Phao 9904 cộng số điện thoại cho em. Đây các chị nhìn hàng này, em có size SML các chị nhá, 45 cân ạ, đến tầm 60 cân đổ với em chốt đơn ạ. 45 cân đến 60 cân đổ với em chốt đơn hàng ạ. Xịn, các chị nhìn cho em hàng này. Đỉnh quá luôn ấy, mấy màu chị ơi. 5 màu, cái màu đỏ, màu đỏ và cái xanh màu đó. Màu đỏ và xanh màu đúng không? Xanh đây. Size treo được ở cái móc này thì em ạ à, luôn đấy. Nhìn không biết là mắt thẩm mỹ để đi lên đâu không biết. Mình không được treo cái móc đấy. Chỉ có mỉ ở đây thì mình không được treo. Mày treo rồi. Rồi, dòng VIP cho em này. Phao 9904 mã mới nhất của năm nay luôn. Đấy, cái này em còn sót ít thôi. Màu này em gọi là màu B đấy chị nhá. Màu B này. Nhiệt em mặc là mã 580 chị ơi. Nhiệt em mặc là 580 là 165.000 một áo bên trong.
Để chạm 165.000. Đây các chị nhìn cho em màu xanh la vi này. Xanh la vi cho em ạ. Mẫu này các chị comment là mã phao ạ. 9904 ạ, màu xanh la vi này. Phao 9904 cho em màu B này. Phao 9904 ạ, cho màu nâu cho em ạ. Nâu còn size L đúng không? Nâu chỉ còn size L đó các chị nhá. Nâu còn size L thôi ạ. Và tông màu đen nữa, màu đỏ còn size ML đúng không? Đỏ còn ML. Mở đỏ còn ML các chị này. Phao 9904 cộng số điện thoại cho em ạ. Chốt trên livestream của em là 1.850.000. Ok chị ạ, thị trường đang 2.7 2.8. Thị trường đang là 2.7 2.8. Em tặng các chị là em là 1.850.000 đồng ạ. Bao giá thị trường luôn. Màu đẹp thật sự luôn này. Thị trạng màu đẹp thực sự luôn ạ. Lên đơn hàng cộng số điện thoại cho em ạ. 1.850.000 nhé. Áo nhiệt em mặc là mã nhiệt 580 chị Trần Hoài Thương ơi. Đây ạ, bác nào chốt mã này lên đơn hàng ạ. Ok, đúng rồi, nhiệt 580, 165. Đây các chị nhìn áo này, đẹp rụng rời luôn. Hàng VIP cho em các chị nhé, hàng VIP này. Lên đơn hàng, cách số điện thoại ạ. Đây là tông màu đỏ cho em. Nhìn tác mát xịn cho các em là các chị này. Ok chưa ạ, lên đơn hàng cách số điện thoại trên là các bác mình chốt. Ui, đồng phao cao cấp ạ, VIP cho các bác luôn nha. Rồi chị Cúc đậu đậu chốt đơn ạ. Xịn sò, nói chung là em về đúng một chuyến này thôi, chuyến sau là không có hàng. Đợt sau cứ hàng, cứ vào càng vào mùa ấy, càng rét là giá nó lại càng tăng cao ấy. Cái này em còn sót có mấy chiếc thôi. 1.850.000 ạ, lên đơn hàng cách số điện thoại ạ. Đợi em một chút, em mặc màu xanh nhá chị ơi. Bốn, nói chung là những cái màu này em chọn ý, toàn màu đẹp thôi. Thì hàng này phao xịn ý, cái màu của nó xinh lắm. 1.850.000. Đó, màu đỏ này là đỏ đô ý chị nhá. Chữ ơi, nó có size các chị dưới 60 cân thôi. Dưới 60 cân chốt đơn ạ, màu đỏ đô cho em này. Nhìn cái lông mũ nó quá yêu luôn này. Đấy, quần đùi em mặc là 179.000 một quần chị ơi. Quần sóc nhung là 179.000 ạ. Đấy, sóc nhung là 179 cho em. Mã này là em có là MLX đúng không? Ừ. MLXL ạ, sóc nhung. Xem hộ chị xem mã sóc nhung này bao nhiêu đây? 330. Sóc nhung là mã sóc 330 ạ. Sóc nhung là sóc 330 ạ. Từ 48 cân đến tầm là 60-62 cân đổ về. Các chị chốt quần cho em. Để chạy chị Quỳnh Nga chốt đơn hàng ạ. Chị nào chốt màu đỏ cho chị lên đơn nhá. Còn xanh là màu xanh la vi cho em ạ. Xanh la vi. Nhìn nàng 65 cân không vừa chị ạ. Hết size của 65 cân rồi. Còn size các chị dưới 60 cân thôi. Cái gì? Sao? Khách xịn của Huyền à? Trời ơi, không có size 65 cân mà tình yêu ơi. Đấy, còn size dưới 60 cân thôi. Đợt sau này em đặt size XL nhưng không có chị ạ. Hết hàng, tại vì hàng này hàng hiếm. Cái giá thị trường người ta cộng cao lắm. Toàn 2.83 triệu một cái thôi. Màu xanh la vi cho em, bác nào mặc vừa cái màu xanh la vi. Cái bác chốt đơn này mặc đến đầu gối. Em 1m58 này em mặc đến đầu gối đấy ạ. Còn xe S à? Dáng eo này, SML. Chị mặc xe S à? Ừ. 65 cân còn em 60. Không vừa. Chỗ này dưới 60 cân thôi. Đẹp quá này. Ô, hàng không có gì đấy. Xinh nhở, lông này, nhưng mà hàng xịn nó khác, nhìn nó khác hơi luôn. Chị Cúc đầu đậu rồi, ok ạ. Chị Liêm Nguyễn chốt đơn ạ, sóc nhung mã không bạn mã 330 nhá. Sóc nhung 330 là 179.000, còn áo là 1.850.000. Các chị ơi, nhận hàng các chị cứ so sánh luôn ạ, xem hàng 3 triệu xem có đúng như hàng em không nhá. Xem con áo 3 triệu giống như hàng em không ạ. Đấy, chất lượng quá này. Mặc cái áo này chỉ cần mặc một cái áo giữ nhiệt mỏng bên trong thôi là nó xịn rồi, nó quá ấm rồi chị ạ. Được chị Hoàng Hà Nhi ơi, 65 cân không còn nữa chị ạ, hết hàng rồi. Bây giờ còn size SML thôi, SML 3 size. Nâu này cũng còn đúng size L chị này. Nâu này cũng đang hết còn nguyên size L. Chị nào vừa màu nâu các chị chốt luôn này. Đấy chị ạ, còn màu nâu rồi cho em ạ. Lên mã này cho em là gì? Phao 9904. Phao 9904 kèm số điện thoại ạ. Cái màu be đằng sau chỗ hai con này. À, màu be đằng sau. Đây là dáng ngắn chùm mông, dáng ngắn chùm mông. Rồi, cái mẫu đấy còn hàng không? Hình như còn một S, một L nữa. Thì đây còn đúng hai con. Còn đúng hai con đằng sau.
1.700.000 là hàng ngắn hơn chị ơi. Đây này. Con này là hàng ngắn hơn. Chị ơi nhà em không nhầm giá đâu. Em mà nhầm giá như thế em chết chị ạ. Thề luôn ạ, không bao giờ nhầm ạ. Mà nhầm không bao giờ nhầm khoảng 150.000 như thế. Em bán 1.850.000 là quá rẻ rồi chị ạ. 56 ngực 92 eo 84. Mặc size L cho em. Mặc size L là vừa đẹp luôn. Rồi, phao này siêu xịn ý chị nhè. Cảm ơn em. À, lương vừa về tối hôm qua lương này. À, vừa ở cửa hàng về à. Đông khách không chị? Mặc size L là vừa chị nhá. Chị mà 56 cân ạ. Hả? Không. Ở 56 cân này. Ngực 90, eo 84, mặc size L cho em. Là vừa luôn. Chuyển khoản hết em free ship chị nhá. Chuyển khoản hết free ship. Đây, mẫu này mới là 1 triệu mấy đây? 1 triệu 7 đây ạ. 1.750.000 là mẫu này. Mẫu này các chị comment cho là phao 9029. Phao 9029 ạ, 1.750.000 ạ. Chị Linh Hương chốt một quán màu nâu size L ghi hộ chị bên ngoài luôn, hết tại vì nó còn có 1 2 chiếc thôi. 3 cái. 3 cái à? Còn đúng 3 cái. Sai gì chị kiểm tra sai của em luôn. Vâng. SML đúng không? Mã này còn 1F 1M 1L các chị này. 2F 1M 2F 1M 1L 45 đến 60 cân ạ. Mã này dáng ngắn cho em. Dáng này của dáng lỡ. Để chặn dáng lỡ lên đùi ạ. 1.750.000 đồng các chị lên đơn hàng cộng số điện thoại ạ. Màu be cho em này các chị ơi. Đẹp quá. Màu này em chọn là cái tông màu của đỉnh nhất luôn. Được chưa ạ? 1 triệu ạ. 750.000 đồng một áo. 9029 phải không? 9029. Mã này comment là phao 9029 ạ. 9029 cộng số điện thoại cho em ạ. 1 triệu ạ. 750.000 ạ. 1.750.000 đồng các chị lên đơn cộng số điện thoại ạ. Đây là đằng sau, đằng cái này của nó là trần tráng của em. Trương Hương ạ, nâu dáng dài. Chị comment là mã phao 9904. Chị ơi nâu nhá. Phao 9904 màu nâu, cái này em còn sót hình như là còn 2 hay 3 chiếc màu nâu size L đấy ạ. Là hết này chị ơi. Đẹp lắm, các chị nhìn xem cái lông của nó này. Phê tít luôn, nó mềm mượt cực kỳ luôn ạ. Như tơ. Chị Trương Hàng, à Trương Hương ơi cho em xin. Dáng này là dáng lỡ chị. Màu đỏ 55 cân cho chị Phạm Ngọc Hân một cái này. Chị Phạm, chị gì nhỉ? Chị gì mà comment cái gì nhỉ? Thế cứ cho em cái số điện thoại của chị đi, không có hết đấy chị. Thanh Hương. Không, có một chị nữa nhưng mà hình như không cho, không để lại số điện thoại. Comment là màu nâu thì comment cho em cái mã 9904 ấy. Linh Hương. Đấy. Okay. Comment của em là 9904 chị nhá, Linh Hương nhá. Số điện thoại chốt đơn chị vào nhà em ở trên cái trang bì ấy chị. 9904 đỏ size M tình cờ quán một cái này. Đỏ size M này. Đấy, đỏ của nó các chị nhìn cho em này. Để chặn nhìn kỹ cái form dáng nhá. Size M rồi có luôn. Có cái màu xanh la vi cũng đẹp. Để chặn màu xanh la vi cũng đẹp. Các bác lên đơn cộng số điện thoại ạ. Dáng ngắn có. Hả? Đây dáng lỡ này. Chị nào thấp thấp các chị mặc cái dáng lỡ cho em nhà đẹp này. Để chặn mặc dáng lỡ cho em. Đẹp lắm. Người thấp các chị mặc cái dáng này là không bị là dài quá. Chị Lê Phượng ok chốt nhiệt 580. Đây các bác lên cho em này, màu này là màu be ấy chị nhá, màu be đây. Lên đơn cộng số điện thoại cho em ạ. Có màu đen nữa. Đây màu đen đây ạ. Phao xịn 2. Size S à, các chị vẫn nhớ con này phao xịn 2 phải không? Rồi, con này phao xịn 2 là mã 9029, để chạm 9029 ạ. 1m50 mà 55 cân thì hơi khó nhỉ. Size L. Size L và ngực chị nhỏ nhỏ ấy, eo nhỏ nhỏ một chút thì mặc được size L. Dáng lỡ có màu khác chị Lan Tô nhá, có màu khác để em thử mặc nốt màu đen của cái mã 9004 ấy. 9029 không có màu đen chị ạ. Chỉ có một màu duy nhất thôi chị Đỗ Hà nhá. Chỉ có một màu duy nhất thôi cái mã 9029 ấy. Còn cái mã 9904 là màu đen này, dáng dài. Đen dáng dài cho em ạ, 9904 này các chị ơi. 9904 là màu đen mã này cho em ạ. Vì áo này tất cả nó đều có đánh mã hàng hết cho em. Tất cả nó đều có mã hàng hết ở đây cho em ạ. Tình cờ quán có size M màu đỏ này. Chị đào chốt 9904 màu đen này. Màu đen đủ size SML ạ.
Phải không? Phải. Đen đủ size SML, chị yêu chốt đơn comment cho em này. Đây không phải 994 không? À ừ, nhầm. Mã đây là mã bao nhiêu nhỉ? Không phải 994 không mà mặc thôi. À, đây nhầm rồi. Nhầm mã. Cái này là... Đây. 91 đúng không? 91 không đúng không? Đây là mã 9904 đây và đen đây. 9904 màu đen đây. Đẹp quá em ơi ạ. À. Cảm ơn chị nhá. Tôi nhận ở Huyền Thính quá, Thính như biết. Thính đó. À, cho xem với ràng lỡ à. Cái màu đỏ ràng lỡ ấy. Huyền, đỏ lỡ còn. Ở chỗ rêu kìa, có cái phao rêu ấy lại màu be cái con ràng lỡ ấy. Đây có cả màu đỏ ráng lỡ đấy. Nhưng mà đỏ ráng lỡ không biết là xem như thế nào. Ghét. Đây, 9904 màu đen đấy các chị này. Đấy, đấy là ráng lỡ này. Nhưng có một mã có cả màu đỏ nữa đấy. Huyền ấy đứng dậy đi chị Hoa, chị không biết đâu. Đây, đỏ là D37. Đỏ lâu là D37. Không, đấy là ráng dài. Chán này đấy chưa lên. Con này đúng rồi, con đấy là mã đấy. Con này đúng rồi, chuẩn luôn. Đây ạ, à, màu đen này cho em này. 9904. Báo hoàn vì dịch thì em không biết làm thế nào. Tại vì mình cứ gửi đi là bên chuyển phát cái ra lại đẩy hàng về thôi. Con này đấy. 9904 màu đỏ. Chị lên màu đỏ, ăn màu. Con đấy rồi. 9904. Chị không biết nhìn à. Sao nó lại trước tiên là đấy ạ? Chứ nó có biết thì đâu, giờ mình phải soạn hàm mình để ý chứ. Đấy, con này là con lỡ bản, con này à. Đâu, đưa nhanh tay cho em nào. Đây, 9904 em có 4 màu chị ạ. Màu xanh la vi này, màu đỏ này, màu đen này, màu nâu. Và trong một be 5 màu chị ạ, có 5 màu. 65 cân không vừa chị ạ. 9904 em có SML 3 size và không các chị tầm khoảng 58 dưới 60 cân đổ về ạ. 1.850.000 chị Nguyễn Ngác nhé. 1.850.000. Con này cũng là 9904 đúng đấy. Rồi 9904 là mình nhớ tổng qua về nhiều. 9904 là bó cả thế thế rồi. Có mấy lần ngắn cái linh nó phóng xỉ. Hôm nay còn có 2 phao, 2 mã phao rồi. Thế cái màu rêu là mã nào đấy? Cái mã nào có màu rêu mà chị đóng hết vào kia vậy? Nó xếp con đấy. Chị không biết nhìn cái mã ở trên cái túi nhìn à? Nó là mã này, 904 nhưng mà trong nó không phải. 1.750.000 là mã này. Chị mang đây cho em xem nào. Đây, giá này giá ngắn này. Đây. Nó xếp lộn vào đống kia, bây giờ nó phân ra. Con này giá ngắn. Chị có bóc lộn vào mấy đống kia kìa. Cái này, túi như này. Chị mà tớn mắt lên. Lâu đứa nào bảo đứa nào chốt cái hàng phao này nha. Hàng đắt tiền, phải bóc ra từng cái kiểm tra cho em. Đây, chữ 7 là răng ngắn này. Đây là cái này, mộ này cũng đẹp này. Chữ 7 lúc nào cũng ngắn hơn. Chị đừng comment cả set em mặc chị ơi. Comment như thế là không chốt được đúng hàng đâu chị ạ. Áo em mặc các chị phải comment theo cái mã. Và quần các chị phải comment theo mã quần. Đèn xanh. Thế phải đúng hàng được. Một màu xanh la vi này có. Dáng này là răng ngắn cho em này, răng lỡ. Để chặn dáng này răng lỡ cho em nhé. Các chị comment là mã này SML đây. Đen S đây. À xanh S đây. Xanh S thì còn một con nhé. Đây, xanh S này còn đúng một con này. SML. Màu xanh còn SML. SML ạ. Mã này các chị comment là phao mã bao nhiêu đây em? Cái này là mã 9901. Đây là cái này đấy. 9011. Cái chưa. 9011. 9011 ạ. Giá ngắn. Đấy chứ ạ, mã này các chị comment là 9011 cộng số điện thoại cho em. Đấy chứ ạ, 9011 cộng số điện thoại cho em. Con này 1.700.000 các chị yêu. 1.700.000 ạ. 9011 cho em có 3 size SML nhé. Áo em mặc là mã 580, nhiệt 580. Quần sóc em mặc là quần sóc 330 chị ơi. Sóc 330 và nhiệt 580. Đây ạ, à, áo này các chị comment cho em là mã 9011 ạ, 1.700.000 nhé. Em đang có màu đen và tông màu xanh la vi. Đen và xanh la vi cho em như này. Đấy, 1.750.000 à? 1.750.000. Đấy, phong các chị dưới 60 cân ạ. Dưới 60 cân đổ về em chốt đơn ạ. 1.750.000 đồng các chị yêu nhá. Đây, các chị nhìn trên màu đen này. Hàng cao cấp nhé các chị nhá. Nhìn qua phát biết luôn nhỉ. Hàng đẹp này. Đấy, 1.750.000 đồng một áo. Lên đơn hàng cộng số điện thoại ạ. Con này của nó là răng lỡ.
đang lỡ cái hàng này em còn không treo ra ấy, tại vì không có hàng, mỗi mẫu nó chỉ còn đúng một gì thôi. Đây, hàng VIP cho em này. Xịn lắm, con này hàng Quảng Châu nhá các chị nhá. Chị nào thấp thấp các chị mặc cái dáng này cho em, không bị dài quá đến đùi thôi. Chị ạ, nó đến đùi chị ạ. Cái đấy có cả màu rêu à? Màu rêu mã nào đấy? Làm gì có ngắn cổ lông mà chị. Nó chỉ là kia là phao da thôi, phao da cổ lông thôi chị ơi. Còn cái phao, những cái phao hàng cao cấp này không có loại ngắn tí, ngắn ngắn mà cổ lông đâu. Ngắn mà nó không đẹp. Đây, cái này có hai màu. Hoa. Kiểm tra cái này. Đây là không, không đây gì hết. Đây, con này có FML này. Mã này 9030. 9030. Cái bộ K8 này hôm qua hết đúng không? K8 không còn đâu. Sao nó dám ở đây? Không biết. Em bảo này, những cái hàng phao cao cấp để riêng một chỗ cho em, không để ra cái hàng đấy. Ai để cái áo phao gần 2 triệu bạc của em lại dán cái mã gì 250 cả thế không biết nữa. Hàng pha mã bao nhiêu? 0904 à? 9030. Màu đen mã nào? Màu đen của cái mã kia. Đây dáng này là dáng lỡ này. Cái này của nó là trên đùi nhá chị nhá. Trên đầu gối. Dáng này trên đầu gối cho em. Phao da cổ lông á. Shop 330 và nhiệt 580 chị ơi, không có XL chị Huế Cao ơi. Không có XL. Các chị lên đơn hàng cũng số điện thoại cho em mã này ạ. Mã này các chị comment là phao này là mã bao nhiêu nhỉ? Đấy là 9030. 9030. Còn đi phải. Chín không ba không nghĩa là có màu be với màu rêu hai màu ấy chị nhá, be với rêu hai màu cho em ạ. 9030 cách số điện thoại cho em, cái này còn chưa lắp lồng này. 9030 ạ. Màu đen mặc xong đây chứ gì, ráng lỡ đúng không chị? Phải ráng lỡ hay ráng dài? Lỡ hay dài? Đen răng lỡ đây chị Vũ Hà, đây đen răng lỡ đây. Không có cái nào có ích. Đây treo hết cái này ra để em lên len nào. Em chán lên cái hàng lẻ lắm rồi đấy. Không bán thì khách cứ hỏi mà lên những cái dáng này mười lên lắm. Tại vì là nó có số lượng ít ý. Đây răng lỡ đây chị ơi, nó giống cái dáng kia đấy, chỉ khác nhau cái màu thôi. Dáng dài nó là cái dáng 98. Đấy, dáng này của nó là răng lỡ này, con này là 1.750.000. 1.750.000 ạ. Cho em xin cái mã áo của mã này xem nào. Cổ áo đằng sau ấy. 9030. À không có đâu. 9030 nó chỉ hai màu. 9018. 9018. Đấy nó có một màu đen à. 9018 chị Đỗ Hà. Mã này mã 9018 có đỏ răng lỡ chị ơi. 9018 ở đây. Đỏ răng lỡ em không biết chỗ nào luôn. Ở trên kia nó có cái đỏ đỏ cũng là cái gì đó. Cái bọn này nó xếp hàng, nó xếp linh ta linh tinh như này. Đấy, có mà cái đỏ nó của cái bạn. Ở trên kìa đây. Siêu bảy đây. Thế mà kêu hết. Nó chỉ còn... Đúng rồi. Còn có 3 cái. Răng lỡ không có XL, chứ em tất cả đều còn SML chị nhá. Đây, mã này các chị comment là mã 9018 ạ. 9018 là 1.750.000. Dạ, 1.750.000 đồng. Các chị comment là 9018 cộng số điện thoại cho em màu đen ạ. 9018 ạ, cộng số điện thoại màu đen. 9018 còn không nhỉ? Từ từ. 9018 màu đen về.
Tí nữa kiểm hết cho em những cái mã hàng nó xếp cùng một mã cho em cái. Đây ạ, màu đen răng lỡ đây chị ơi. Đỗ à này. Được chưa ạ? Ok, chị đỗ hàng một cái này. Đâu đỏ đâu? Đưa nốt cho em màu đỏ nào, lên nốt cái màu đỏ đi. Đây này, bây giờ xem em like cái mã nào, túi nào của nó thì đút cùng một túi cho em. Ủa, cái việc này thôi là còn một chiếc này nhá. Sao đưa size L? Con này là có SML này. Chị đỏ đô ạ, dáng lỡ này. Mã này em có SML 3 size. Lên mã này cho em là mã gì ạ? 9011 màu đỏ nhé các chị nhé. 9011 màu đỏ SML ạ. Chị ơi, chị vừa xem em lên chán cái mã 904 này đây chị. Không một tí xem lại like hộ em với. Bà rảnh quá mà đặt xuống mẹ ơi. Đây, cái mã này còn đúng 3 con SML 3 size. 44 cân đổ lên, 44 45 cân đến tầm 58 cân. Chị ạ, 44 45 cân đến 58 cân đổ về chốt đơn ạ. Đây là mã 90 bao nhiêu nhỉ? 901 đấy. 9011. Đôi đỏ đấy á. Ừ. Này này con, này con. Nhưng mà này mới lên rồi. Là xịn đai đấy. Không phải xin hai. Cái này là túi hộp, cái này túi quá. Ừ. Nó khác nhau ở cái túi. Cái này có hai màu này. Thì xem một cái túi. Đấy, cái này có hai màu nhá. Đỏ cái màu đấy. Hai màu như này cho em này. 2750. Thì mất thời gian lên cái linh tinh quá đây mất. Nó ở đây này. Hử? Nó đây đúng không? Một này. Này tối qua là 20 để lại tối qua chưa thuốc xong giặt đi rồi mai còn ba con màu đâu này để nữa thì không vẫn để nguyên cho mai đấy. Thôi chẳng lên nữa để cho nó chốt xong mai không chốt xong. Thôi chốt xong giặt đi xong rồi bây giờ chẳng biết cái gì mai là ngoài chẳng biết cái đường áo không nhìn lại chào bán lười bán lắm rồi. Con này bao nhiêu tiền? 1.750.000. Con này em còn đỏ với lại là màu B các chị nhá, hai màu ạ. Đỏ với B hai màu, các chị lên đơn mã này cho em là 9011 đúng không? 9011 cho em ạ, đỏ và màu B hai màu cho em là 1.750.000 ạ. Có mỗi mình chị bảo em khó tính, chẳng ai bảo em khó tính. Đến cái giờ này chị bảo là 11 rưỡi 12 giờ đêm rồi. Thật sự luôn là mệt ấy, đứng mấy tiếng đồng hồ ấy. Kiểu này không có răng ngắn đâu chị ạ. Kiểu này em mới về được răng lỡ với răng dài thôi. Len thổ bây giờ nó còn lẻ, cứ mỗi thứ một tí. Bây giờ lên không có chỗ để chị ạ. Thôi để ngày mai lên len thổ nhá. Ngày mai mới lên thổ. Chị Đoan Nguyễn thấy em khó tính thì thôi ạ. Không cần mua chỗ em cũng được. Đến giờ này chúng em rất là mệt luôn rồi ấy. Được chưa? Được.
Nhớ nhá, cho ra cái túi của em với không có mai nó lại nhầm đấy. Chốt hàng đắt này không không nhầm lẫn được tí nào đâu đấy. Cái nào không ảnh xóe đi. Để ấy. Cái này là 9004 đúng không? Áo mặc bên trong là mã mã gì nhở? 580 chị ạ, nhiệt 580 nhá, nhiệt 580 điểm số điện thoại ạ. Áo ngắn đằng sau nó là phao hay là chị muốn lên phao hay là lên gì? 9001. Con này là để cho con này vào luôn. Con này là con gì? Con đen 9904 đây. Đây một người đây, này mở. Đây sẽ. Bên ở đây đây. Ben 904 đây chị này. Rồi Văn Thị Tình chút đơn ạ. Đây nhá, em không đi giày đấy nhá. Em cứ đi chân đất cho các chị xem luôn cái dáng của nó luôn. 901. Đấy, 9904 đây. Dạ, 9904 kèm số điện thoại đây ạ. Cái dáng của nó cũng cũng giống như à, cái họa tiết của nó cũng giống như cái kia ấy, chỉ khác nhau cái màu thôi chị ạ. Khác nhau cái màu thôi. Để dáng đến đầu gối. Chị ạ, dáng của nó sẽ đến đầu gối luôn. Các chị lên đơn hàng cho là mã phao 9904 màu đen. Đấy chị ạ, phao 9904 màu đen ạ, cộng số điện thoại đây chị ơi. Cho chị xem gần cái họa tiết của nó luôn nhá. 580 là 165.000 chị ơi Lily nhá. Đây các chị nhìn này, mọi năm nó không có họa tiết như này. Mẫu này là mẫu mới nhất của năm nay luôn chị ạ. Mới nhất của năm nay luôn ạ. Đỏ tay lỡ em hết rồi chị ơi. Chị tô tạ thu hà nhá. Thôi em nghỉ đây các chị ơi. Chị có chị gì nhỉ? Con lấy đi lên cho em số điện thoại. Mình tắt like đây 11:30. Beverly để mai em lên nhá. Beverly để ngày mai em bán nhá. Ôi. Sao đấy? Người ta đang bảo mù nữa, ta mày đi đi ngủ ngoài này, thằng F2 kìa. Thằng F2 này, tao về rồi, tao đứng với mày thành thằng F3 rồi. Cụ mày thằng F3 rồi, bố. Tao thằng F3, tao thằng F4 rồi. Lấy cơm cho tao ăn đi. Về ăn cơm đi. Chưa về ăn cơm. Chưa ăn cơm. Làm gì rồi, chưa ăn cơm. Không đói. Đó, nghe cô sợ quá. Có xếp tin nhắn. Ok, tình cờ quán này, chị Hà Hiên chúc nhiệt 580 này. Tình cờ quán này okay, chị... 13. Hả? Tình cờ quán này dưới 13. Người kêu 13 á? Thật không? Nghe quen lắm, dưới kêu 13 có tình cờ quán này. Chị ở dưới kêu 13 à? Chị tình cờ quán này, Facebook tình cờ quán này. Có phải dưới kêu 13 không ạ? Nghe quen lắm. Em nghe tên quen quen. Chị Phạm Minh Thu có 9904 màu đen 60 cân lấy size L nhá. Ngắn cổ lông á. Kia kìa, nó là cái phao da, phao da thì mình còn đúng không? Đây này. Ở nghiệp phao da kia kìa. Không, đây là cái mã là VIP2 đây này, VIP2 là mã này này. Còn số lượng, chốt thoải mái này. Còn đây. Con này 450. Nhà trường chia làm. Đấy chị ạ, đây các chị này. Đây, lên nốt nhá. Mã 580 rẻ hơn shop Ngày Đoàn á. Shop Ngày Đoàn là shop nào? Chị con này 165.000 rẻ hơn à? Em bảo là giá thì em lúc nào cũng gọi là giá tốt nhất cho các chị. 9904 là cái gì đây? Ui comment nó cứ nhảy em không đọc được luôn à? Thị trấn Lập Thạch Vĩnh Phúc cơ mà, người em có phải Tuyên Quang đâu? Cái chị tình cờ quán có phải ở Tuyên Quang đâu? Ở Vĩnh Phúc mà. À thì em nhầm. Tuyên Quang có Facebook tình cờ quán mua hàng. Đây chị ơi, con này là mã VIP 2. Chuẩn chưa? Rồi ôi mọi người ơi, phụ like mà sao cứ ngồi nói chuyện đấy, em hỏi chả nói gì. Đang xem bọn nhảy con đi học. Mã này có mấy size? 2 size ML đúng không? Từ 43 cân đến 57 cân. 43 cân đến tầm 57 cân đổ về em chốt đơn ạ. Phao rằng lỡ màu đen có mấy mã chị Trâm Lợi ơi. Phao 99 màu đen là cái nào? Chị Tuyết Nguyễn ơi, comment đúng mã hàng cho em với, 99 màu đen là cái nào? 9904 991. Nhà em có nhiều mã đấy. 9904 này, 9918 này, 99018 này, nói chung là nhiều mã lắm. Các chị phải comment đúng mã hàng cho em với. Chị đang phân vân màu đỏ hoặc màu nâu. Nói chung là những cái tông màu đẹp lắm, chị thích màu nào chị lấy nhá.
xin giá 9904 là 9904 là 1.850.000 chị nhá. Áo này các chị comment là mã gì ạ? VIP 2 là 450. VIP 2 là 450, em đang có màu nâu này. Màu này là màu B cho em ạ. Đấy chị ạ, màu nâu này, màu B này. 60 cân size L không vừa. Chốt đến 57-58 cân thôi. Chốt đến 57-58 cân thôi. Đây là màu đen cho em ạ. Mã này các chị comment là VIP 2 màu đen. Con này là của nó là dòng phao da hàng cao cấp chị nhá. 450, thị trường đang hơn 600 nghìn ấy. Em tặng các chị nốt là 450 nghìn đồng ạ. Phong các chị 40 cân ạ. Đến tầm khoảng là 58 cân đổ về em chốt. Đấy chị ạ, 40 cân 58 cân đổ về chốt đơn hàng. Các chị comment là mã là VIP 2 cộng số điện thoại. Con này bên trong lót lông nhá. Cổ lông tháo rời ra được. Đấy, cổ lông tháo rời ra được cho em ạ. Mã hàng trên là VIP 2 cộng số điện thoại này các chị này. Vừa đẹp vừa ấm luôn. Đấy chị ạ, vừa đẹp vừa ấm luôn ạ. VIP 2 cách số điện thoại cho em. 60 cân không vừa, 60 cân mặc chật, mới lại là mặc nó ngắn, không vừa được. Có em nghỉ nhá, mai em lên tiếp, để chạm mai lên tiếp. Bye bye các chị yêu ạ, chúc các chị ngủ ngon nhá.